chào mừng các bạn đã quay lại kênh audio chuyện hay các bạn đang nghe bộ tiểu thuyết trung quốc dài tập mang tên ngòa hồ tàng long mà dịch ra thì là giả hồ che rồng thằng em tôi nó nói ngắn gọn là rồng hồ lẫn lộn thôi không chém bão nữa mình xin tóm tắt lại tập 13 trong tập trước liễu yi y đã bị vương bách xuyên tính kế hãm hại để xe tông cho cô bị què nhưng vẫn may là cô không sao thế nhưng thằng cu vương bách xuyên sao có gan đó trước đó một lão già đã vẽ đường cho vương bách xuyên nhưng bị tôn hàn nhìn ra được để xem tôn hàn có hành được ông già họ đường đó không nhé đoạn cuối tập trước liễu y y xém mất chức tổng giám đốc vậy mà tôn hàn đã đến chúng ta cùng tiếp tục chuyện nào chỉ sợ chủ tịch các người sẽ có ý kiến thôi tôn hàn khinh miệt hư một tiếng nếu lãnh đạo cấp cao của công ty thời trang xâm uy ý thức được điều này thì sẽ chẳng có chuyện ngày hôm nay mất mặt trước các cấp dưới trong công ty cũng là do họ tự chuốc lấy thôi không đâu tôi bảo đảm tôi bảo đảm với cậu Ông lôi liên tục bảo đảm, chỉ sợ Tôn Hàn sẽ hủy bỏ dự án hợp tác với công ty quốc tế Phong Hỏa. Cứ như vậy đi, Tôn Hàn không làm khó nữa, anh cũng không có thời gian để tiếp tục nâng đỡ một công ty thời trang khác làm bệ phóng cho Liễu Y Y. Anh nhìn Phương Minh Nguyệt, nói, Y Y đúng là bị tai nạn xe cần tĩnh dưỡng, nhưng cô ấy vẫn có thể xử lý công việc. Mong rằng hai bên công ty có thể nhanh chóng triển khai việc xây dựng nhãn hiệu mới, chuyện này không cần gác lại cần làm thế nào thì cứ làm thế đó. nếu có việc gì cần đến liễu y y thì cứ đến bệnh viện tìm cô ấy. hai ngày nữa là cô ấy có thể xuất viện để về nhà tĩnh dưỡng. trừ việc không tiện hoạt động nhiều thì vẫn có thể làm việc như thường. trong công ty thì để trần hương đảm nhận vị trí phó tổng giám đốc. có cô ấy phối hợp làm việc với liễu y y, tôi tin rằng hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. hai vị trí phó tổng giám đốc và tổng giám đốc của chi nhánh giang châu đã bị tôn hàn quyết định như vậy anh không hề cảm thấy mình vượt qua chức trách giống như anh đã nói anh đã cho công ty thời trang sâm uy một món hời như vậy thì việc anh đưa ra yêu cầu cũng là lẽ đương nhiên vâng tôi đã hiểu phương minh nguyệt và ông lôi đều trả lời việc điều tiết như vậy đúng là một cách tốt để không làm chậm trễ tiến độ hợp tác giữa hai bên sau đó tôn hàn không nói thêm gì nữa anh rời khỏi phòng họp phương minh nguyệt liền nhanh chóng đi theo tôn hàn tới cũng vội mà đi cũng nhanh sau khi anh rời đi áp lực khổng lồ bao trùm cả phòng họp mới biến mất. Bầu không khí ban nãy qua đáng sợ đối với những lãnh đạo cấp cao của chi nhánh Giang Châu. Không ai có thể ngờ, một tổng giám đốc tôn xưa nay luôn hòa nhã khi tức giận lại hổ báo đến vậy. Anh tựa như một vị vua không ai có thể chống lại. Đội ngũ nhân viên của công ty quốc tế phong hòa tàn đi, Phương Minh Nguyệt đi với Tôn Hàn xuống ngồi ở quán trà ngoài trời của tòa nhà. Cậu Tôn, tại sao cậu không xây dựng hẳn một công ty thời trang, hoặc là trực tiếp mua lại công ty thời trang sâm uy cho cô y y. Tôi nghĩ rằng cậu Tôn có thể dễ dàng làm được việc này, Phương Minh Nguyệt không hiểu cách làm của Tôn Hàn. Với thế lực của cậu chủ thiên cửu môn, anh hoàn toàn không cần phải lãng phí nhiều thời gian ở công ty thời trang sâm uy như vậy. Tôn Hàn cười khổ, anh nhấp một ngụm trà kiều mạch, hỏi ngược lại, tôi tặng cho y, -y 10% cổ phần của công ty quốc tế phong hỏa mà cô ấy còn không lấy. Cô nghĩ tôi mua cho cô ấy một công ty thì cô ấy sẽ nhận sao? Cũng phải, Phương Minh Nguyệt đột nhiên nhớ đến cô gái tên Liễu Y Y rất đặc biệt đó. Khối tài sản mà những người phụ nữ khác ham muốn vô cùng thì cô ấy lại nhất quyết từ chối. Có lẽ chính vì cô ấy đặc biệt như vậy nên mới may mắn có được sự yêu thương của cậu Tôn. Nhưng cũng không sao, nếu có thể xây dựng thành công nhãn hiệu mới thì nó sẽ trở thành một miếng bánh ngọt hấp dẫn tại giới thời trang trong nước đến lúc đó giá trị của cô liễu y y nhất định sẽ tăng vọt có thể dựa vào chính mình để lấy được không ít cổ phần của công ty thời trang sâm uy tôi tin rằng đây mới là thứ mà cô ấy muốn nếu hai công ty hợp lực xây dựng nhãn hiệu mới thành công điều đó có nghĩa là một nhãn hiệu mới hàng đầu sẽ được đưa vào thị trường trong nước là một người sáng lập nên nhãn hiệu này công ty thời trang sâm uy nhất định sẽ phải nghĩ cách lôi kéo liễu y y mà cách giữ người tốt nhất chính là cổ phần Phương Minh Nguyệt dường như có thể tưởng tượng ra, lúc đó Liêu Y Y sẽ được vô số người chú ý, hào quang vạn trượng. Nếu so sánh thì chút thành tựu còn con của cô ta chẳng đáng là gì. Tôn Hàn đột nhiên bật cười, thực ra tôi không quan trọng cô ấy có thể đạt được những gì trong tương lai, tôi chỉ mong cô ấy có thể vui vẻ. Chắc chắn sẽ như vậy, phải rồi, bây giờ cô ấy thế nào rồi, đã đỡ chưa? Phương Minh Nguyệt hỏi với giọng quan tâm. Nhưng trong lòng cô ta lại thấy bối rối nếu tính ra thì ít nhiều gì cô ta cũng được coi là kẻ thứ ba trên chân vào tình cảm của Tôn Hàn và Liễu Y Y. Vẫn ổn, sắp đến trưa, Tôn Hàn đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Anh Tôn, tôi muốn gặp anh, trong điện thoại vang lên giọng nói đáng thương của Thẩm Nguyệt. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, cô tìm một nhà hàng đi. Tôn Hàn hơi do dự sau đó đồng ý. Được, tìm được nhà hàng thì tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Sau khi cúp máy, Phương Minh Nguyệt thấy hơi mất mát, liền hỏi dò cậu tôn cậu đi gặp bạn sao ừ hôm nay cứ thế đã tôi đi đây tôn hàn lạnh nhạt nói phương minh nguyệt thấy rất mất mát cô ta đã mất đi cơ hội ở riêng với cậu tôn nhưng cô ta cũng nhận ra cậu tôn không định đưa cô ta đi thế nên chỉ có thể gật đầu trước mặt tôn hàn cô ta không có tư cách cò kè mặc cả nhưng cô ta vẫn nói vậy buổi tối tôn hàn tất nhiên hiểu ý cô ta định nói nhưng anh đã từ chối không hề do dự gần đây tôi không có tâm trạng mấy ngày nữa tôi sẽ đến tìm cô phương minh nguyệt cô không cần cố ý lấy lòng tôi nếu cô đã là người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ trở thành hậu thuẫn của cô tất nhiên là ở trong một phạm vi hợp lý phương minh nguyệt mỉm cười tôi biết rồi nếu là liễu y y thì chẳng có gì là hợp lý hay không hợp lý cả đây cũng là điểm khác biệt giữa cô ta và liễu y y chẳng mấy chốc thẩm nguyệt đã gửi địa chỉ đến đó là một nhà hàng kiểu tây khá sang trọng xin hỏi anh đi mấy người tôi có hẹn ở đây sau khi đi vào nhà hàng tôn hàn đã nhìn thấy thẩm nguyệt đang ngồi trong một góc của nhà hàng sắc mặt cô ấy hơi kém xem ra mấy ngày nay không được ổn lắm tôn hàn đi tới ngồi xuống ghế anh xem thực đơn rồi chọn mấy món sau đó hỏi thẩm nguyệt cô tìm tôi có chuyện gì anh tôn anh anh có thể cho tôi mượn tiền được không thẩm nguyệt khó khăn thốt lên mượn tiền ư tôn hàn nhíu mày nhà họ thẩm có biến cố gì hay sao mà cô lại phải mượn tiền của tôi nhà họ thẩm là ông chùm bất động sản của thành phố giang châu khả năng tài chính không hề thua kém từ khang niên số tài sản hàng chục tỷ có thừa nếu nhà họ thẩm không xảy ra vấn đề thì tại sao cô chủ nhà họ thẩm lại có thể thiếu tiền được nhưng thẩm nguyệt vội vàng phất tay không phải không phải nhà họ thẩm vẫn rất ổn là do bản thân tôi thiếu tiền. Anh Tôn, tôi xin anh hãy cho tôi vay ít tiền, tôi sẽ trả cho anh nhanh thôi. Sắc mặt cô ấy hốt hoảng và bất an, trông có vẻ là thiếu tiền thật. Nhưng Tôn Hàn thực sự không hiểu, nhà họ thầm không có vấn đề gì thì tại sao thầm nguyệt lại đến tìm anh để vay tiền. Vay bao nhiêu, năm, năm triệu tệ, con số cũng không lớn lắm, Tôn Hàn không đồng ý ngay mà mím môi, rồi anh chợt bật cười, cô thầm dường như quan hệ giữa tôi và cô cũng không thân thiết đến vậy, tại sao tôi lại phải cho cô vay tiền? Sắc mặt thầm nguyệt liền trở nên khó coi, cô ấy cắn chặt răng, dường như đã đưa ra một quyết định rất trọng đại, sau đó quả quyết nhìn Tôn Hàn, anh Tôn, chỉ cần anh đồng ý cho tôi mượn 5 triệu tệ, tôi sẽ đồng ý với yêu cầu không yêu đương, không kết hôn, chăm sóc đồng đồng cho tới khi cô bé trưởng thành. Như thế thì, Tôn Hàn suy nghĩ một lúc, anh không suy nghĩ có nên cho vay hay không, 5 triệu tệ chỉ là chuyện nhỏ đối với anh. Anh chỉ đang tò mò, một cô tiểu thư nhà giàu như Thẩm Nguyệt tại sao lại bị ép tới mức đồng ý một yêu cầu vô lý như vậy chỉ vì 5 triệu tệ. Anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi, "Có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại cần tiền gấp như vậy không?" Nếu Thẩm Nguyệt không bó tay hết cách thì tuyệt đối sẽ không gọi điện cho Tôn Hàn, chuyện đã đến nước này thì cũng không cần thiết phải giấu gì cả. Cô ấy liền kể nguyên nhân cô ấy cần số tiền này ra bạn trai Thiệu Tuấn của cô ấy làm ăn thất bại, nợ một khoản tiền lớn. Thẩm Nguyệt cứ nghĩ rằng cô ấy lấy ra số tiền tiết kiệm của mình, sau đó bán thêm những món quà bố mẹ tặng mấy năm nay là có thể gom đủ 5 triệu tệ đưa Thiệu Tuấn, bù được khoản nợ lớn này. Nhưng ai ngờ lại không đủ, Thiệu Tuấn nói với cô ấy, cần phải rót khoản vốn 5 triệu tệ thì mới có thể vực dậy công ty. Nếu không thể thì Thiệu Tuấn chỉ có thể nhảy lầu tự tử, tử mà thôi gia đình luôn phản đối cô ấy và thiệu tuấn ở bên nhau thế nên không thể nào đồng ý đưa ra số tiền này trong lúc bất lực thẩm nguyệt chỉ có thể tìm tới tôn hàn để xin anh cho vay tiền thẩm nguyệt không thể nào trơ mắt nhìn bạn trai đi vào chỗ chết tôn hàn nhíu mày anh không phải thẩm nguyệt bạn trai nói cái gì cũng tin sái cổ anh nghi hoặc hỏi anh ta làm ăn gì vậy anh ấy mở công ty tài chính công ty tài chính tôn hàn thầm cười lạnh 10 công ty tài chính trên thị trường thì có đến 9 công ty chỉ còn là cái vỏ trống rỗng, họ chỉ đang dùng những cách khác nhau để kiếm vốn tiếp tục rót vào. Hoặc có lẽ đã thật sự thất bại. đưa tôi số tài khoản, lát nữa tôi sẽ chuyển 5 triệu tệ cho cô. Ngoài ra tôi đã chuẩn bị đơn thuốc trung y, phối hợp thêm châm cứu, cơ bản có thể chữa khỏi bệnh của cô. Nhưng cô cũng không cần phải thực hiện yêu cầu đó, cô không cần phải chăm sóc đồng đồng đến khi con bé trưởng thành đâu tôn hàn nói vậy khiến thẩm nguyệt sướng ra anh tôn cô ấy cảm thấy kích động khó mà nói thành lời tôn hàn mỉm cười không cần cảm ơn tôi chỉ là gần đây tôi đã hiểu được một số thứ cô là cô tôi không nên ép cô thực hiện ý muốn của tôi quãng thời gian sau này cô thường xuyên đến chơi với đồng đồng là được cảm ơn anh tôn tôi nhất định sẽ thường xuyên đến chơi với đồng đồng thẩm nguyệt vội vàng bảo đảm tôn hàn không để tâm lắm không cần phải cảm ơn tôi tôi không phải người tốt bụng hay nhiệt tình gì tôi đồng ý cứu cô là bởi vì tôi biết nếu tôi thấy chị nguyệt của đồng đồng sắp chết mà không cứu sau này đồng đồng lớn lên sẽ vô cùng căm ghét tôi nếu không có chuyện gì khác thì dùng bữa đi tôi đói rồi sau khi tạm biệt thầm nguyệt tôn hàn đến trụ sở chính của công ty bất động sản thịnh hạ văn phòng chủ tịch nằm ở hướng tây buổi chiều vừa hay là lúc những tia nắng hoàng hôn hắt vào trong văn phòng Tôn Hàn lười nhác ngồi ngoài ra ghế tựa nghe từ Khang Nhiên báo cáo tình hình. Cậu chủ, tôi đã cho người điều tra một lượt, nhưng vẫn chưa điều tra ra ông già nào phù hợp với những đặc điểm đã miêu tả ở khu vực Tây Nam này. Tôn Hàn bất giác nhíu mày, đây là lần đầu tiên anh gặp phải đối thủ khó nhằn đến vậy. Không chỉ bị chơi một vú như vậy mà đã trôi qua một khoảng thời gian rồi vẫn chưa điều tra ra là ai. Ông còn chuyện gì nữa sao? Tôn Hàn đột nhiên nhìn từ Khang Nhiên, thấy ông ấy cứ muốn nói lại thôi. Từ Khang Nhiên liền nói ngay, tôi biết một tin tức ở bên Ma Đô. Cái gì, giữa Ma Đô và Tây Nam không có mối quan hệ mật thiết, nhưng nếu Từ Khang Nhiên đã nhắc đến Ma Đô thì chắc chắn sẽ có mối liên hệ gì đó với anh. Có tin tức từ bên phía Ma Đô nói rằng, đường chiêu bính của nhà họ đường đã rời khỏi Ma Đô, không biết đi đâu. Đôi mắt Tôn Hàn liền híp thành một đường thẳng, tin tức này đáng để lưu ý đấy lần trước sau khi xử lý đường quân ngạo tôi vẫn luôn chú ý đến tình hình bên phía ma đô phát hiện nhà họ đường đã đưa các con cháu trong nhà ra bên ngoài không chỉ một lần trừ đường chiêu bính còn có một người tên là đường lan đồ sau khi nhà họ đường xảy ra chuyện đường chiêu bính định chọn một trong hai người đường minh phong và đường lan đồ để bồi dưỡng thành người thừa kế nhà họ đường trước nay luôn coi trọng bản lĩnh họ ưu tiên chọn những người tài giỏi hơn thế nên họ đã tiến hành một bài kiểm tra Mấy ngày trước, đường Lan Đồ trong lúc kiểm tra đã bị rơi vào thế lực đối địch với nhà họ đường, sau đó bị thương nặng. Cũng chính là, bây giờ đường Minh Phong đã may mắn trở thành người duy nhất có thể trở thành người thừa kế của thế hệ thứ ba nhà họ đường. Nghe thấy tin tức này, Tôn Hàn liền hiểu ngay ý của từ Khang Niên, ông nghĩ rằng ông già xúi dục Vương Bách Xuyên chính là đường Chiêu Bính. Thực ra tôi cũng không rõ có phải đường Chiêu Bính đã tới Giang Châu không, thế nên cũng không dám chắc, từ Khang Niên nói thật đây cũng là nguyên nhân ông ấy muốn nói lại thôi những điều mà từ khang nhiên vừa nói chỉ là phán đoán chủ quan của ông ấy không chừng chính là như vậy đường quân ngạo và đường mân đều bị hủy trong tay tôi với sự hung hãn của nhà họ đường thì không thể nào không báo thù xem ra là nhà họ đường đã vượt ra khỏi địa phận của mình nói ra thì vào những niên đại trước đường chiêu bính cũng được coi là một nhân vật quyền lực không ngờ một người thế hệ sau như tôi cũng có cơ hội được chứng kiến bản lĩnh của ông ta. Trước mặt cậu chủ thì đường chiêu bính cũng chẳng là gì cả, từ khang niên nói với giọng đương nhiên. Nếu không phải là kẻ hồ đồ thì sao có thể chọc vào cậu chủ được, hơn nữa còn lựa chọn ra tay từ người quan trọng nhất của cậu chủ. Đúng là chán sống thật rồi. Ha ha, đừng coi thường bất cứ kẻ thù nào nhà họ đường có thể đứng sừng sững ở ma đô bao nhiêu năm như vậy mà không bị lật đổ đã đủ để chứng minh bản lĩnh của đường chiêu bính ít nhất thì ông ta cũng tài giỏi hơn ông đấy từ khang niên không phủ nhận điều này nếu để ông ấy đối phó với đường chiêu bính thì ông ấy vẫn còn non và xanh lắm không nói đến chuyện này nữa cho dù có phải đường chiêu bính hay không nếu đã ra tay rồi thì sẽ không ngừng lại giữa chừng sớm muộn gì cũng có ngày sẽ tiếp tục ra tay hơn nữa thời gian lên sàn chứng khoán của công ty bất động sản phong quyên đã được quyết định chẳng mấy tháng nữa là có thể đối đầu rồi hãy thông báo với bên mạch thượng thủy thành khi nào lâm hữu đến đó thì báo với tôi tôi muốn gặp ông ta ở mạch thượng thủy thành sắp đến lúc thu lưới rồi người tung lưới là tôi đây còn chưa lộ mặt thì thiệt thòi cho người ta quá ngày hôm sau tôn hàn nấu một nồi canh trung y tốt cho việc hồi phục sau đó anh đem đến bệnh viện cho liễu y y là trung y thì đương nhiên hương vị sẽ rất đắng nhưng liễu y y vẫn ngoan ngoãn uống canh chỉ là quá trình hơi khó khăn một chút anh đưa tôi xuống dưới đi một lát đi trong này chán quá tiết lan đã về nhà nghỉ ngơi buổi chiều mới tới thế nên liễu y y cũng trở nên gan giả liền bảo tôn hàn như vậy tôn hàn mình cười đáp ứng anh ôm liễu y y xuống giường rồi để cô xuống xe lăn nặng quá nặng thế sao tôn hàn chỉ định đùa thôi nhưng liễu y y nghĩ là nặng thật cô hơi không vui không nặng không nặng đâu em ấy à gầy quá đấy nếu béo thêm một chút là tốt rồi tôn hàn buông câu bông đùa sau đó đẩy xe lăn xuống tầng trần hương nấp ở một bên chỉ có thể cười khổ sau trận tai nạn xe đó cô ta đột nhiên hiểu ra địa vị của liễu y y trong lòng tôn hàn thế nên đã chẳng muốn cạnh tranh nữa thực ra tôn hàn cũng đối xử khá tốt với cô ta nếu không có Tôn Hàn thì cô ta không thể nào có được vị chi phó tổng giám đốc của chi nhánh Giang Châu. Này, vừa nãy anh nói tôi nặng có phải thật không đấy? Tôn Hàn đẩy Liễu Y Y xuống khu vườn bên dưới để tàn bộ, Liễu Y Y đột nhiên thốt lên, dáng vẻ giận dỗi yêu kiều. Không phải đâu, cho dù em có nặng gấp đôi anh cũng có thể dễ dàng ôm em lên, Tôn Hàn đùa cô. Mặt Liễu Y Y nhanh chóng đỏ bừng lên, cô khẽ mắng, ai cần anh ôm chứ? nhưng liễu y y chợt nhận ra có phải vừa nãy cô đã làm nũng không cô cứ như những cô gái đã rơi vào bể tình trong phim vậy nhưng mà đi được một lát hai người nghỉ ngơi dưới tán cây cổ thụ dưới chân họ là thảm cỏ xanh gì liễu y y ngồi trên xe lăn cô đưa tay ra hứng lấy ánh nắng rực rỡ hắt qua tán lá nghe tiếng kêu ríu rít của những chú chim đã lâu rồi chưa được nhàn nhã thế này liễu y y hơi xúc động Tôn Hàn nở nụ cười ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời ngày hôm nay, em thích an nhàn hơn hay là thích bận rộn hơn? Tôi thích ở giữa, quá nhàn nhã hay là quá bận rộn đều không thoải mái. Phải rồi, tôi đã biết sắp xếp của công ty rồi, lại phải cảm ơn anh đã giúp tôi một lần nữa. Nếu không thì tôi đã đánh mất cơ hội này rồi. Sáu năm trước hai mẹ con cô bị đuổi ra khỏi nhà, nếm trải đủ ấm lạnh tình người. Lúc đó cô còn thầm thề, cả đời này nhất định phải thật cố gắng phấn đấu để mẹ cô có thể được hạnh phúc. Và cũng phải để cho nhà họ Liễu nhìn xem, cho dù cô không có thân phận con gái nhà họ Liễu thì vẫn có thể sống thật vẻ vang. Nhưng thế sự tàn khốc đã đả kích cô hết lần này đến lần khác. Nó đã khiến sự kiên cường trong lòng cô bị dày vò tới nỗi mình đầy thương tích. Mãi đến khi Tôn Hàn ra khỏi tù quay về, tất cả mới thay đổi. Lúc nào Liễu Y Y cũng có cảm giác không chân thực rằng thực ra cô vẫn đang bán cá ở khu chợ phía tây thành phố mỗi ngày đều cố gắng mưu sinh dù có cực kỳ ghét công việc ấy nghĩ rồi cô đột nhiên liếc nhìn tôn hàn ngày xưa người đẩy cô vào vực sâu là anh mà giờ người kéo cô ra khỏi bóng tối cũng chính là anh tôn hàn thực ra tôi không thích một điều của anh lúc nào anh cũng giữ mọi việc trong lòng không bao giờ chịu nói ra tôn hàn lục tìm điếu thuốc trong túi áo nhưng khi nghĩ đến liễu y y đang ở bên cạnh thì lại không lấy ra nữa anh nói em nói là chuyện về con gái hay là chuyện năm đó anh cưỡng bức em cả hai anh có biết lúc tôi bị tai nạn xe tôi đã nghĩ đến điều gì không con gái tôn hàn nói ngay không hề suy nghĩ tất nhiên có nhớ đến con gái giây phút đó tôi rất tuyệt vọng bởi vì tôi chưa được nhìn thấy dáng vẻ của con gái sau khi lớn lên vẫn chưa được thấy con bé khôn lớn thành người nhưng mà liễu y y đột nhiên im lặng một lúc cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm tôn hàn tôi còn nhớ đến anh nữa không biết bắt đầu từ khi nào mà hình bóng của anh đã in đậm vào trong lòng tôi hình ảnh anh ngang ngược dáng vẻ khi anh bảo vệ tôi dáng vẻ khi anh ở bên đồng đồng tôn hàn anh nói xem liệu đây có phải là thích không liệu y y không biết vì sao mình lại đột nhiên nói như vậy có lẽ là vì đột nhiên cô cảm thấy cuộc sống không thể lường trước được điều gì không ai biết được ngày mai mình có đột nhiên ngừng thở hay không cô muốn nói những điều này ra. Tôn Hàn quá bất ngờ bởi câu nói của cô. Y y, anh, anh tài giỏi như vậy, có lẽ sẽ không thích một cô bé lọ lem như tôi. Tất cả những điều anh làm đều chỉ là bồi thường thôi đúng không? Liễu y y đột nhiên tự diễu, rồi cô lại hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Tôn Hàn, mẹ tôi đã nói với tôi rồi. Bà ấy nói sẽ bảo anh cưới tôi, tôi, không đồng ý. Câu nói này đã khiến Liễu y y mất hết sức lực nhưng cô vẫn nói tiếp, Tôn Hàn, anh đã trả sạch những gì anh nợ tôi rồi kể từ bây giờ anh không còn nợ tôi điều gì nữa, anh cũng không cần bảo vệ tôi từng ly từng tí nữa. Ngoặc kép, còn nữa, tôi muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi quãng thời gian vừa qua. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh đưa tôi lên phòng bệnh đi, liễu y y nghiêng mặt đi, không muốn Tôn Hàn nhìn thấy cô đang khóc. Sắc mặt Tôn Hàn rất phức tạp và bối rối. Anh muốn nói với Liễu Y Y, anh thích cô, nhưng giống như Liễu Y Y đã nói, anh là một người thích giấu kín tâm sự trong lòng. Anh không muốn Liễu Y Y biết cuộc chiến một mất một còn giữa anh và Giang Lệ vào năm sau. Được, cổ họng tôn hàn khẽ nhúc nhích, cuối cùng anh chỉ thốt lên một câu như vậy. Đèn đường đã lên khắp các phố phường, thành phố bỗng trở nên thật ồn ào náo nhiệt. Tôn Hàn đi vào quán ba mộ thượng đầy áp người, dưới ánh đèn rực rỡ sắc màu, những chàng trai cô gái điên cuồng lắc lư nhảy múa tận hưởng trọn vẹn niềm vui của buổi tối này chu lão lục phát hiện ra tôn hàn liền vội đi ra đón cậu chủ thiệu tuấn đâu anh vốn định bảo từ khang niên điều tra thiệu tuấn xem rốt cuộc gã làm ăn thất bại thật hay là gã đang lừa thầm nguyệt nhưng anh không ngờ rằng lại điều tra ra tối nay thiệu tuấn uống rượu ở quán ba mộ thượng thế nên anh đã tới đây đây lại là quán ba dưới quyền chu lão lục thế nên ông ta đã ở đây đợi anh từ sớm anh cũng muốn xem thử người bạn trai mà thầm nguyệt yêu điên cuồng là người như thế nào. Còn công ty kia thì Tôn Hàn đã xác nhận rồi, nó chỉ còn là một cái vỏ rỗng mà thôi. Gã ở bên trong phòng bao số 7, dẫn tôi qua đó đi. Lúc này, trong phòng bao số 7 có ba bốn người thanh niên, ai nấy đều trái ôm phải ấp, chén chú trên anh. Thiệu Tuấn, anh giỏi thật đấy, nhanh thế đã kiếm được 5 triệu tệ rồi. Này, sao anh kiếm tiền dễ thế? Một thanh niên nói với giọng ghen tị. Dù gì hôm nay cũng là Thiểu Tuấn mời, thế nên thanh niên kia cũng không dám nói thẳng rằng Thiểu Tuấn lừa tiền của phụ nữ, nhưng đám bạn bè vớ vẩn của Thiểu Tuấn đều biết thừa cả. Họ vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ với Thiểu Tuấn, mới có mấy ngày mà Thiểu Tuấn đã kiếm được 10 triệu tệ từ cô bạn gái nhà giàu kia. Cả đời này chưa chắc họ đã kiếm được 10 triệu tệ. Thiểu Tuấn có khuôn mặt đẹp trai và thon gọn, cười lên khá giống với Đạt Vinla nổi tiếng ngã thằng thường tuyên bố, đừng nói là 5 triệu tệ, dù là mấy chục triệu tệ tôi cũng có thể lấy ra được, các người có tin hay không? Không kiếm được thì phải gọi tôi là ông đấy nhá, lập tức có người lên tiếng. Tắt nhạc, tôi gọi điện thoại, tiểu Tuấn đã uống khá nhiều nên bắt đầu trở nên phách lối. Các em ra ngoài đi. Thấy vậy, mấy người bạn khác liếc nhìn nhau, sau đó có người đứng dậy tắt nhạc trong phòng bao đi rồi đuổi hết các cô gái phục vụ trong phòng ra ngoài dẫu sao lừa tiền phụ nữ cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì, đã thế còn lấy số tiền đấy đi bao gái nữa chứ. Ông chủ, ông chủ, mấy cô gái vừa đi ra ngoài thì gặp chu lão lục và tôn hàn đi tới. chu lão lục hỏi, các cô ra ngoài hết thế này thì ai phục vụ khách hả? Một cô gái chân dài tóc ngắn đáp, là thế này thưa ông chủ, anh tiểu ở bên trong hình như đòi kiếm mấy chục triệu gì đó nên chúng tôi mới bị đuổi đi nhưng tiền gì mà gọi một cuộc điện thoại là kiếm được luôn nhỉ chu lão lục không đáp lời mà nhìn sang tôn hàn tôn hàn châm một điếu thuốc rồi cười nói lừa tiền của phụ nữ mà cũng gọi là kiếm ư đúng là không biết xấu hổ được rồi người ta muốn diễn kịch thì tôi đành chờ vậy hút xong điếu thuốc này rồi vào vâng thưa cậu chu lão lục cung kính đáp ông chủ nhà mình là một nhân vật có máu mặt ở giang châu vậy mà lại giả thưa với người thanh niên này một cách rất khách sáo mắt của mấy cô gái lập tức phát sáng anh đây là cô gái chân dài tóc ngắn đã lên tiếng trước để hỏng kiếm mối chu lão lục nghiêm mặt lại rồi mắng không còn việc của các cô nữa rồi đi đi nhiệt huyết vừa bùng cháy của các cô gái đã bị dội ngay một gáo nước lạnh hết phai rồi họ đành lùi thủi bỏ đi mấy phút là hút xong điếu thuốc mục vĩ ném màu thuốc xuống chân rậm sau đó đẩy cửa bước vào Tiểu tuấn vẫn đang mài miết diễn bài ca sướt mướt trong điện thoại Tiểu Nguyệt à, anh hết cách rồi nên mới phải gọi cho em. Anh bị lừa hết tiền rồi, đối tác đó của anh chẳng những cuốm hết tiền bỏ trốn, mà còn lấy danh nghĩa công ty vay ngoài thêm hơn 10 triệu nữa. Anh mà không trả tiền là họ giết anh đấy. Họ chỉ cho anh có ba ngày thôi. Leng keng, chiếc chuông ở cửa chợt vang lên, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Tiểu Tuấn biến sắc mặt, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn, đang lúc mấu chốt nên không thể bị ngắt quãng được mọi chi phí ăn uống chơi bời của nhóm này đều do Thiệu Tuấn bao hết nên đương nhiên họ sẽ giúp gã. Lập tức có hai người đứng dậy chặn trước mặt Tôn Hàn. Này người anh em, đi nhầm phòng rồi hay sao đấy? Phiền té cho, dù nói là phiền, nhưng giọng điệu của người nói lại có vẻ đe dọa. Tôi là Chu lão lục, cậu chủ nhà tôi có việc cần làm nên cậu, cậu cả cậu nữa, ra ngoài hết đi. Chu lão lục đi sát theo sau đã giơ tay ra chỉ vào đám bạn của Tiểu Tuấn, chỉ còn trừ lại mình gã nghe thấy tên của chu lão lục những người khác sợ hết hồn hết vía ngay chu lão lục chính là bá chủ thứ thiệt của thế giới ngầm của giang châu đám bạn của thiệu tuấn vâng giả rồi chuồn ra khỏi phòng ngay tắp lự thấy vậy thiệu tuấn cũng chột giả nhưng vẫn tiếp tục vòi tiền thẩm nguyệt quyết không chịu bỏ dở giữa chừng vì thế gã lựa chọn tạm thời không để ý đến chu lão lục và tôn hàn tiếp tục thúc giục tiểu nguyệt xin em giúp anh đi mà một lần này nữa thôi anh thật sự không muốn chết nhà em giàu thế thì thiếu gì 10 triệu còn con này đúng không xong ngay sau đó điện thoại của thiệu tuấn đã bị tôn hàn giật mất thẩm nguyệt tôi là tôn hàn tôi và bạn trai cô đang ở quán ba mộ thượng cô qua đây một chút đi thiệu tuấn tút 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 điện thoại đã bị ngắt thiệu tuấn nhìn tôn hàn rồi tức tối nói này anh bạn mắc gì phá chuyện tốt của người khác vậy hả có mắc gì đâu, chỉ là tôi quen Thẩm Nguyệt nên không muốn cô ấy bị một gã đàn ông lòng lang dạ sói lừa gạt thôi." Tôn Hàn lạnh mặt nói. "Tôi cho anh 200.000, anh coi như không biết gì được không?" Sau khi biết Tôn Hàn có quen Thẩm Nguyệt, sợ chuyện mình làm bị vạch trần, từ nay khỏi mơ tưởng lấy được một đồng nào của Thẩm Nguyệt nữa nên Thiệu Tuấn đành thử mua chuộc Tôn Hàn. Nhưng Tôn Hàn lại lắc đầu rồi mỉm cười như có như không. Mẹ kiếp! chặn đường làm ăn của người khác thì cứ coi chừng cái mạng đấy. Tiểu Tuấn đã giận đến mức mất hết lý trí, bèn cầm chai rượu dưới bàn lên định đập vào đầu Tôn Hàn. Nhưng ngay sau đó, cổ tay của gã đã bị Tôn Hàn giữ lấy, vì đau quá nên gã phải buông lỏng ngón tay, chen một tiếng, chai rượu đã rơi vỡ nát. Thả tao ra, thả tao ra, ai ai đo Tiểu Tuấn đau đớn gào lên. Tôn Hàn mỉm cười ngang ngạnh, sau đó buông lỏng tay, không làm khó gã nữa sau đó anh quay lại nói chu lão lục ông ra ngoài chờ đi khi nào thẩm nguyệt đến thì dẫn cô ấy vào đây ban nãy thiệu tuấn mải xin tiền thẩm nguyệt nên không nghe thấy chu lão lục xưng danh vì thế không biết sợ là gì bây giờ thì gã nghe rõ rồi gã lắp bắp nói với vẻ khó tin ông ấy là là ông sáu chu ư ông ấy là chu lão lục dù có chôn người ở giang châu cũng không bị coi là phạm pháp không biết có phải ông sáu chu mà anh vừa nhắc không Thiệu Tuấn chỉ muốn khóc ròng, không phải ông ta thì còn ai vào đây nữa, nhưng người có thể sai bảo cả Chu lão lục này mới là người mà gã không được đắc tội. Bảo sao mà đám bạn của gã đều chạy té khói. Tiểu Tuấn sợ hãi nhìn Tôn Hàn rồi nói, anh này, rốt cuộc anh muốn gì? Không gì cả, chỉ muốn Thẩm Nguyệt tới đây gặp anh thôi. Tiểu Tuấn méo mặt, gương mặt vốn đẹp trai giờ trông rất xấu xí. Tôn Hàn đã ngồi xuống ghế sofa, sau đó bông đùa nói anh hãy nghĩ xem lát phải giải thích với cô ấy thế nào đi khoảng nửa tiếng sau thẩm nguyệt đã được chu lão lục dẫn vào trong phòng bao vì đi quá nhanh nên cô ấy thở hồng hộc anh tôn có phải thiệu tuấn đắc tội với anh ở đây không để tôi tạ lỗi thay anh ấy thẩm nguyệt liếc nhìn hai người họ rồi nhanh chóng xin lỗi tôn hàn dù chưa biết sự việc thế nào tôn hàn thờ ơ liếc thiệu tuấn một cái rồi nói tự anh nói hay để tôi thiệu tuấn cúi đầu tỏ vẻ bối rối nhưng thẩm nguyệt đã đến đây rồi nếu hôm nay không qua được cửa ải này thì mai sau gã sẽ không thể bòn thêm một đồng nào của cô ấy nữa nhưng nhỡ thẩm nguyệt giận quá rồi đi báo cảnh sát thì sao nghĩ vậy thiệu tuấn chỉ đành nhắm mắt nhắm mũi nói tiểu nguyệt hôm nay anh đến đây bàn chuyện làm ăn với mấy đối tác vô tình bị bị ở anh tôn đây nghe thấy chuyện nợ nần chắc anh ấy nghĩ anh lấy tiền của em đi tiêu xài linh tinh nên thấy bất công cho em vì vậy mới gọi em đến. Một câu trả lời ấp úng, xong miễn cưỡng có thể lấp liếm lý do gã tới quán ba. Thẩm Nguyệt có vẻ tin nên quan tâm hỏi Han, thế rốt cuộc anh nợ người ta bao nhiêu tiền? Thôi, em đừng lo vụ tiền nong của anh nữa, để anh tự nghĩ cách. Vì bên cạnh có người nên Tiểu Tuấn thật sự không dám vòi tiền Thẩm Nguyệt nữa. Tôn Hàn không thể xem tiếp được nữa, bèn nói, nếu đã là bản chuyện làm ăn thì bốn người đàn ông các anh gọi thêm tám em phục vụ nữa làm gì thẩm nguyệt lập tức tỏ vẻ khó tin thiệu tuấn đến quán ba tìm gái làng chơi ư chưa hết đâu quán ba còn bảo tiền diễn tối nay của tám cô ấy đều do anh thiệu đây trả hết chắc cô không hiểu đúng không để tôi nói cho mà nghe đêm nay anh thiệu đây đã bao chọn tám cô ấy rồi nên dẫn đi khách sạn cũng được cô hiểu rồi chứ tôn hàn nhìn thiệu tuấn rồi nói rõ ràng thẩm nguyệt không phải cô mốc nên hiểu ý của tôn hàn ngay thiệu tuấn đã mang tiền của cô ấy đến quán ba ăn chơi trác táng thẩm nguyệt nhất thời thờ người ra nước mắt lương tròng nhưng vẫn cố không khóc thiệu tuấn anh thấy tình thế bất ổn thiệu tuấn vội nói tiểu nguyệt em nghe anh giải thích đã chuyện không như em nghĩ đâu dù bây giờ gã đang hận tôn hàn muốn chết nhưng còn việc khác phải xử lý trước gã phải giải thích với thẩm nguyệt ngay không thì hậu quả khó lường giải thích, Tiểu Tuấn, anh còn định giải thích gì nữa, Thẩm Nguyệt chất vấn. Tiểu Tuấn cố gắng chân tĩnh nói, Thẩm Nguyệt, hôm nay anh đến quán ba với mấy đối tác để thương lượng về chuyện nợ nần của anh. Đúng là họ đã bao chọn thời gian của mấy cô gái làng chơi, nhưng là họ làm mà, chưa đến cái móng tay của các cô ấy anh cũng chưa đụng tới. Em cũng biết các đối tác của công ty bọn anh rồi còn gì, họ muốn gọi gái phục vụ thì sao anh cản được. Thẩm Nguyệt thất vọng châm chọc, Thiệu Tuấn, anh tưởng tôi là con ngốc à? công ty anh đang nợ đìa ra mà bọn họ vẫn còn tâm trạng đi tìm phụ nữ ư? Tiểu Tuấn, anh đừng gạt tôi nữa được không? Lúc này Thẩm Nguyệt không thể tin một lời nào của Tiểu Tuấn nữa. Ban nãy gã vừa gọi cho cô ấy than có một khoản vay lớn chưa trả được, nhưng bây giờ lại đàn đúm ở quán ba thì sao cô ấy có thể tin một lời nào của gã nữa? Nếu không có tôn hàn thì đến bây giờ cô ấy vẫn không biết gì tiếp tục lo lắng ngày đêm cho công ty của tiểu Tuấn. Thẩm Nguyệt, họ không giống anh, họ có người nhà lo cho rồi nên dù có phải bồi thường thì vẫn chống đỡ được. Còn anh, anh chỉ là một chàng trai lớn lên trong gia đình nghèo khó thôi, anh không có gì cả, nếu lần này phải trả nợ thì anh coi như trắng tay. Lúc này, tiểu Tuấn biết rõ rằng cách duy nhất gã có thể làm là đi đến cùng, nghĩ đủ mọi lý do để lấp liếm cho lời nói dối của mình. Gã biết dù vậy cũng chỉ có thể bẻ lái câu chuyện chứ khó có thể khiến thẩm nguyệt tin tưởng hắn tiếp. Đột nhiên gân xanh của Thiệu Tuấn nổi lên, gã không giải thích nữa, trái lại còn gào lên, thẩm nguyệt, Thiệu Tuấn anh là người thế nào em còn không rõ ư? Em nghi ngờ anh thế này, có biết là trong lòng anh đau đớn thế nào không? Do dùng quá nhiều sức để kêu gào nên mặt Thiệu Tuấn đỏ lượng lên. Thiệu Tuấn nổi khùng lên như vậy khiến thẩm nguyệt đờ người ra, sau đó lắp bắp nói, Thiệu Tuấn, anh, em. Thấy vậy, thiệu tuấn được thế lấn tới ngay gã giơ tay đấm mạnh vào ngực mình thẩm nguyệt chúng ta ở bên nhau từ thời học đại học chẳng lẽ em vẫn không hiểu con người anh sao em thà tin người ngoài cũng không tin anh đúng không được rồi em đi đi chúng ta đừng gặp lại nhau nữa thiệu tuấn tỏ vẻ quả quyết tuổi thân và một chút nhục nhã vì bị nghi ngờ điều này khiến thẩm nguyệt mềm lòng ngay thậm chí còn thầm nghĩ mình đã nghĩ sai cho thiệu tuấn có lẽ hôm nay thiệu tuấn đến quán ba với đối tác là để bàn chuyện thật nghĩ vậy xong lòng thầm nguyệt đã giao động trông thấy vẻ mặt này của thầm nguyệt thiệu tuấn mừng thầm biết hôm nay khéo mình thoát nạn rồi xong diễn kịch thì phải diễn tới nơi tới trốn gã vẫn giữ vẻ ngạo mạn nhưng tâm phẫn vì bị hiểu lầm để tránh xảy ra sai sót rồi lại sôi hỏng bỏng không cầm tiền lừa được của người yêu để đến quán ba bao gái mà giờ vẫn nói hùng hồn như cây ngay không sợ chết đứng thế này tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Tôn Hàn đang ngồi trên sofa liếc mắt nhìn với vẻ khinh thường. Tiểu Tuấn khá e rè thân phận của người này, nhưng bây giờ không phải lúc tỏ ra hèn yếu. Và lại, chỉ cần có lại niềm tin của Thẩm nguyệt thì dù người họ tôn này có tài giỏi đến đâu cũng không làm gì được gã cả. Tiểu Tuấn đau khổ lên án, anh tôn này, người xưa có câu đã là quân tử thì không được đoạt lợi ích của người khác. Anh không thể vì thích Thẩm nguyệt mà chia rẽ tình cảm của chúng tôi được theo Thiệu Tuấn nghĩ, Tôn Hàn phá chuyện của mình, khả năng cao là vì thích thẩm nguyệt. Thiệu Tuấn, 5 triệu đó là anh Tôn cho anh vay đấy, còn nữa em với anh Tôn không có chuyện gì cả, anh đừng nói thế với anh ấy. Thẩm Nguyệt vội lên tiếng vì sợ Thiệu Tuấn chọc giận Tôn Hàn, đến lúc ấy thì không ai bảo vệ được gã nữa. Anh không cần những đồng tiền dơ bẩn của anh ta. Thẩm Nguyệt, chúng ta trả lại tiền cho anh ta đi, Thiệu Tuấn vội tỏ rõ lập trường còn tôn hàn thì bật cười rồi tiện nói luôn được thôi trả tôi tiền đây tôi tôi thiệu tuấn nghẹn hỏng tiền vào tay tôi rồi thì làm gì có chuyện trả lại câu này cũng tương tự như vịt bị nướng chín rồi thì sao bay được nữa tôi đã dùng số tiền ấy để trả nợ rồi nhưng anh yên tâm chỉ cần tôi có tiền là sẽ trả cho anh ngay một câu trả lời cho có tôn hàn chẳng thèm tính toán mà đổi sang chủ đề khác thiệu tuấn này anh vừa bảo mình chưa từng động vào gái làng chơi đúng không? Đương nhiên, đời này tôi ghét nhất là người lăng nhăng. Nhìn gái làng chơi thôi là tôi đã thấy mắc ói rồi. Giọng điệu chi khí này của Thiệu Tuấn khiến Thẩm Nguyệt càng tin là mình đã hiểu lầm gã hơn. Đúng vậy, bọn họ yêu nhau từ thời đại học, tại sao cô ấy có thể nghi ngờ Thiệu Tuấn chỉ vì hắn đến quán ba chứ? Trong lòng Thẩm Nguyệt lúc này thấy rất hổ thẹn với Thiệu Tuấn. Tốt, xong. Tôn Hàn lại đáp một câu rồi mình cười như có như không, sau đó cầm chiếc điện thoại ở dưới bàn lên rồi gọi cho Chu lão lục. Mang video giám sát của phòng bao số 7 vào đây. Ngoặc kép, Tiểu Tuấn, câm lặng. Tiểu Tuấn trột dạ, anh Tôn, có câu thả phá một ngôi chùa, chứ không phá chuyện tình cảm của người khác, sao anh cứ gây khó dễ cho tôi mãi thế? Tôn Hàn bỏ điện thoại xuống, hai tay ra dấu chữ thập rồi liếc nhìn gã, nói tại tôi không quen nhìn những thứ tình cảm giả dối thôi, video từ camera giám sát không thể làm giả, nếu anh trong sạch đúng như những lời vừa tự quảng cáo. Thì tôi sẽ giúp công ty anh trả hết số nợ hiện giờ. Thật ra Thiệu Tuấn cùng đám anh em đến quán ba làm gì, cụ thể hơn là gã đã làm gì thì Tôn Hàn chỉ cần hỏi cái là biết ngay. Nhưng Tôn Hàn biết rõ Thiệu Tuấn là một tên rất mồm mép, bị bắt tại trận rồi mà gã vẫn thuyết phục thẩm nguyệt được. Không có bằng chứng xác thực thì Thiệu Tuấn sẽ không chịu nhận lỗi. Vì thế anh dứt khoát lấy video từ camera luôn các phòng karaoke của quán ba nhỏ bình thường sẽ không lắp camera nhưng nếu là quán có một quy mô nhất định thì phải có để tránh các chuyện phiền phức không đáng có chỉ có điều họ ít khi phải trích video ra thôi xong nếu tôn hàn cần thì đương nhiên chu lão lục sẽ đồng ý ngay thưa cậu video đây ạ à, ngoài ra từ Khang niên còn nhờ tôi đưa cho cậu tập tài liệu này Chu lão lục nhanh chóng ôm một chiếc laptop kèm một tập tài liệu vào. Cụ thể đó là gì thì chỉ có Tôn Hàn biết. Mở đi, Tôn Hàn xua tay. Vâng, khi Chu lão lục rời đi, đã phát đoạn video lúc đó lên. Hai phút đầu tiên vẫn bình thường, nhưng khi có bảy, tám cô nàng bước vào, Thiệu Tuấn đã vội vàng đứng dậy kéo ngay hai cô xinh đẹp nhất vào lòng, trái ôm phải ấp, dở trò sơ soạc. Dáng vẻ ấy khiến Thẩm Nguyệt cảm thấy rất ghê tởm. Thiệu Tuấn, anh còn muốn giải thích như thế nào nữa đây thẩm nguyệt nhìn thấy cảnh tượng này mà cảm thấy xấu hổ thay dôn dày chất vấn thiệu tuấn bằng giọng phẫn hận vẻ mặt của thiệu tuấn rất tuyệt vọng tiểu nguyệt xin em hãy tha thứ cho anh một lần thỉnh thoảng anh mới vui vẻ chút thôi anh thực sự không có hứng thú với mấy ả đàn bà dơ bẩn ấy tiểu nguyệt tên tôn hàn này cố tình phá hoại tình cảm của chúng ta em tuyệt đối đừng mắc lừa sự thật mà thẩm nguyệt tận mắt chứng kiến khiến cô ấy không dám tin vào bất kỳ lời nào của thiệu tuấn nữa thiệu tuấn có phải công ty của anh cũng là giả hay không thẩm nguyệt hỏi với vẻ tuyệt vọng tình cảm mà thẩm nguyệt đã thật lòng thật giả vun đắp mấy năm qua đã vỡ tan vào giây phút này đối với thẩm nguyệt mọi thứ tựa như đất trời sụp đổ thẩm nguyệt anh chỉ phạm sai lầm mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ phạm phải em không thể tha thứ cho anh một lần sao anh đã nói là tên tôn hàn này chẳng có gì tốt lành cả tại sao em không tin anh ở thời điểm quan trọng này thiệu tuấn phải bất chấp tất cả em đang hỏi chuyện công ty của anh thẩm nguyệt vẫn cố chấp hỏi về vấn đề này sao công ty của anh có thể là giả chứ em đã xem giấy phép của công ty rồi còn gì nếu công ty là giả chẳng lẽ con dấu trên đó cũng là giả sao thiệu tuấn vẫn kiên quyết không thừa nhận chuyện đó việc tìm gái ở quán ba cùng lắm chỉ khiến gã và thẩm nguyệt chia tay. Nhưng nếu chuyện lừa tiền là thật thì gã chính là kẻ lừa đảo. Nhưng Tiểu Tuấn không cam tâm chia tay với thẩm nguyệt, lập tức nói tiếp, thẩm nguyệt, người đàn ông nào cũng sẽ phạm sai lầm này. Em đừng nghĩ tên tôn hàn này tốt đẹp, anh chỉ mới đến đó một lần thôi, nhưng tên này lại quen thân với chủ quán ba, anh nghĩ anh ta là khách quen đấy. Em tha thứ cho anh một lần này được không? anh hứa sau này sẽ không tái phạm nữa vì để chứng minh bản thân mình là một người đàn ông tốt thiệu tuấn còn cố gắng hắt nước bẩn lên người tôn hàn tôn hàn nhướng mày tên thiệu tuấn này thực sự cho rằng anh thích thẩm nguyệt nhưng cũng không quan trọng ban nãy trong thời gian thẩm nguyệt chất vấn thiệu tuấn tôn hàn đã đọc qua tài liệu mà từ khang niên gửi đến bây giờ cũng đến lúc xem rồi tôn hàn ngẩng đầu lên rồi đưa tài liệu sang thẩm nguyệt cô tự xem đi đây là thứ gì, tôn hàn thần hồn nát thần tính, bèn vội vàng hỏi. Không có gì, chỉ là tình hình hoạt động của công ty cậu thôi. Cái công ty công nghệ hoa nguyệt ấy của cậu không có cổ đông, chỉ có mỗi ông chủ là cậu. Tên công nghệ hoa nguyệt này nghe cũng hay ho đấy chứ, người khác nhìn vào chắc sẽ đều nghĩ cậu trung tình với thẩm nguyệt lắm. Nhưng cậu dùng công ty ma này lừa gạt thẩm nguyệt mà thấy được ư. Giọng nói của Tôn Hàn rất nhẹ nhàng, nhưng tràn ngập vẻ châm trọng tình hình hoạt động của công nghệ hoa nguyệt, Thiệu Tuấn không biết vì sao Tôn Hàn lấy được thứ này. Nhưng gã không thể để thẩm nguyệt xem được, nếu không mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn nữa. Thiệu Tuấn vô thức đưa tay giật lấy tài liệu, nhưng một cú xoay nhẹ cổ tay của Tôn Hàn đã khiến Thiệu Tuấn bắt hụt, còn loạn trọng không ngừng. Còn tài liệu kia đã vững vàng nằm trong tay thẩm nguyệt. Sột soạt, thẩm nguyệt lật từng trang tài liệu, cuối cùng soạt một tiếng, cô ấy giận dữ ném hết sắp tài liệu lên, Khiến chung bay ngập căn phòng. "Tiểu Tuấn, anh còn gì để giải thích nữa không?" Cuối cùng, Thẩm Nguyệt không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. "Tiểu Tuấn đã lừa gạt cô ấy tất cả mọi chuyện, công ty của gã là công ty ma, không có hoạt động, vậy tình hình kinh doanh không tốt ở đâu ra? Trong công ty còn chẳng có lấy một xu, làm sao cổ đông có thể ôm tiền bỏ trốn kia chứ?" "Thẩm Nguyệt, anh, anh còn muốn giải thích gì nữa? Tôi đang nghe đây." Bờ vai Thẩm Nguyệt khẽ run lên, rốt cuộc nước mắt cũng lã chả rơi xuống chẳng thể nào dừng được cô ấy không quan tâm đến số tiền ấy điều mà thẩm nguyệt quan tâm chính là thiệu tuấn đã lừa gạt cô ấy từ đầu đến cuối ha 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 thẩm nguyệt cô tưởng tôi muốn gạt tiền cô lắm à nhưng tôi còn cách nào nữa đâu nhận ra mọi chuyện đã bị vạch trần thiệu tuấn không còn e sợ điều gì nữa đột nhiên bật cười một cách điên cuồng thẩm nguyệt tôi cũng muốn lấy cô lắm tôi có thể không ghét bỏ chuyện cô chỉ là một con bệnh dẫu sao nhà cô cũng lắm tiền nhiều của dù cô có chết thì khi lấy cô rồi tôi sẽ là con rể của nhà họ thầm nhưng thầm nguyệt à bậc cửa nhà họ thầm của cô cao quá dù cô chỉ là một kẻ bệnh tật sắp chết nhà họ thầm vẫn xem thường tôi bố cô còn cảnh cáo tôi phải tránh xa cô ra cô nói xem ngoại trừ gạt tiền cô tôi còn có thể làm gì đây thiệu tuấn này chỉ là một thằng nhà nghèo đến thành phố này ai cũng xem thường tôi khi yêu cô tôi đã nghĩ mình sắp được đổi vận rồi khi cô nói với tôi về việc cô mắc bệnh ung thư máu tôi vẫn dằn lại sự tinh tởm trong lòng mà tự nhủ rằng không sao mình không quan tâm đến chuyện đó là do cô ngu xuẩn cũng chẳng nghĩ xem tại sao lại có người đi thích một bệnh nhân ung thư máu thẩm nguyệt cô nghĩ xem trong mấy năm chúng ta ở bên nhau tôi đã chăm sóc cô rất chu đáo mà vậy thì xem như đó là bù đắp đi cô bù đắp cho tuổi trẻ mà tôi đã hy sinh vì cô cũng là điều nên làm đúng chứ mỗi một chữ chốt ra từ tận đáy lòng thiệu tuấn tựa như mũi kim thép đâm vào trái tim thầm nguyệt đau đến mức khiến cô ấy khó thở hóa ra ngay từ đầu thiệu tuấn nói yêu thầm nguyệt nói không quan tâm đến bệnh tình của cô ấy đều là giả thứ mà thiệu tuấn quan tâm là ra thế là tiền bạc của nhà thầm nguyệt tôn hàn không nghe tiếp được nữa lãnh đạm cất lời, thẩm nguyệt, báo cảnh sát đi. Cụm từ báo cảnh sát này khiến Tiểu Tuấn chợt bừng tỉnh. Một khi thẩm nguyệt báo cảnh sát thì cả đời Tiểu Tuấn xem như tiêu tùng. Thẩm nguyệt, xin đừng báo cảnh sát, tôi xin cô nể mặt tình cảm của chúng ta, mà tha cho tôi một lần, tôi xin cô. Bộ dạng đáng thương tội nghiệp này của Tiểu Tuấn hoàn toàn khác hẳn vẻ ngông cuồng mới vừa rồi. Thẩm Nguyệt lạnh lùng nhìn Tiểu Tuấn, giọng khàn đi, anh nói đúng tôi nên bù đắp cho anh những năm tháng tuổi trẻ mà anh đã hy sinh vì tôi 10 triệu xem như tôi dùng để mua tuổi trẻ của anh tiểu tuấn cút đi cút càng xa càng tốt cảm ơn cảm ơn cô Thiệu tuấn như thể được ân xá sợ thẩm nguyệt sẽ đổi ý bèn chạy ra khỏi phòng tí nữa thì ngà răng môi lẫn lộn lúc này thẩm nguyệt không còn kìm nén được nữa cô ấy đột nhiên gục xuống vai tôn hàn rồi nghẹn ngào khóc hòa lên khóc đến xé lòng quan hệ của thẩm nguyệt và tôn hàn không thích hợp với hành động mập mờ này nhưng anh vẫn không đẩy cô ấy ra có lẽ khóc thật lớn sẽ giúp thẩm nguyệt cảm thấy dễ chịu hơn một lúc lâu sau đó tiếng khóc nức nở của thẩm nguyệt mới từ từ biến mất cô ấy vội vã rời khỏi vai tôn hàn và nói tiếng cảm ơn cảm ơn anh không có gì cô không trách tôi nhiều chuyện là được à phải tôi đã viết xong đơn thuốc trị bệnh cho cô rồi lát nữa sẽ gửi vào điện thoại cô đợi hôm nào cô thấy thoải mái hơn, tôi sẽ châm cứu cho cô một lần, Tôn Hàn ôn tồn nói. Tôi, anh Tôn à, tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Tôi bằng lòng chăm sóc đồng đồng, sẽ không quen bạn trai, cũng không kết hôn trước khi cô bé thành niên, đột nhiên, Thẩm Nguyệt nói bằng giọng kiên quyết. Tôn Hàn im lặng rất lâu, chợt mỉm cười, tôi đã nói là không cần mà. Từ tôi muốn điều tra Thiệu Tuấn là vì sợ cô gái nhỏ như cô bị người ta lừa gạt, không liên quan đến chuyện đồng đồng đâu. Chỉ là tôi không ngờ, tên tiểu Tuấn ấy lại thực sự gạt cô. Anh ta, nhắc đến tiểu Tuấn, ánh mắt của thầm Nguyệt tựa như trong muội, cô tự giễu, nếu hôm nay anh ta không nói ra, tôi thực sự không ngờ năm xưa anh ta đến với tôi lại là vì tiền của nhà tôi. Nếu như anh ta bị xã hội này biến thành kẻ ham danh lợi, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nói thế nào đi nữa thì tôi cũng phải cảm ơn anh, anh Tôn. Được rồi, Tôi sẽ cử người đưa cô về nhà họ Thẩm. Cô phải nhớ rằng, có những người thực sự không đáng để cô đau lòng." Tôn Hàn đưa tay ra lau nước mắt cho Thẩm Nguyệt, một tuần sau, Tết Dương lịch vừa qua, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông. Cũng có nghĩa là sắp đến năm mới rồi. Tôn Hàn ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch công ty bất động sản Thịnh Hạ, nhìn lên màn hình trên tường để xem tin tức Giang Châu. Thời điểm lên sàn của công ty kiến trúc Phong Quyên đã được ấn định. Họ sẽ tuyên bố lên sàn vào ngày 15 tháng 1, tức mùng 3 tháng Chạp âm lịch. Còn 13 ngày nữa sẽ đến ngày công ty Phong Quyên lên sàn. Công ty Phong Quyên chỉ mới thành lập chưa đến 2 tháng nhưng đã có thể lên sàn trong thời gian ngắn như vậy, đã phá kỷ lục lên sàn của Giang Châu chúng ta, có lẽ sau này sẽ không có công ty nào phá được. Bíp, Tôn Hàn tắt màn hình tivi tinh thể lỏng, đoạn châm một điếu thuốc, ánh mắt trở nên sâu xa, Lâm Mỹ Quyên, 13 ngày nữa chúng ta sẽ chấm dứt mối ân oán này. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Hàn khẽ nói, vào đi, tiếng cót kết vang lên, từ khang niên đẩy cửa văn phòng ra, dẫn theo một thanh niên mặc trang phục ác man đi vào. Chào cậu Tôn, chào anh, cậu ta chính là người mà ông định dùng để đối phó Lâm Hạo phải không? Tôn Hàn nhìn thanh niên kia, rồi hỏi từ khang niên. Thưa cậu, đây là Ngô Bách Xuyên, là con nhà giàu có khá tiếng tăm của Giang Châu chúng ta. Để cậu ta giang bẫy đối phó lâm hạo là thích hợp nhất. Tôn Hàn vừa nghiêm túc nhìn thanh niên mà từ khang niên đưa đến, mỉm cười hỏi cậu ta, từ khang niên đã nói cần cậu làm những gì rồi nhỉ? Rồi à, tôi, tôi chỉ cảm thấy đối phó với một nhân vật còn con thì không cần tốn công đến thế, Ngô Bách Xuyên nói. Không giống đâu, nếu cậu làm tốt chuyện này thì lợi ích chắc chắn sẽ có phần cậu, Tôn Hàn lắc đầu. Ngay lập tức, khuôn mặt của Ngô Bách Xuyên ánh lên vẻ vui mừng tuy không biết người trước mặt mình rốt cuộc là ai nhưng nhìn cách từ khang nhiên đối xử với anh ngô bách xuyên không cần nghĩ cũng biết thân phận của đối phương chắc chắn vượt ngoài sức tưởng tượng của một cậu ấm nhỏ bé ở giang châu như cậu ta lợi ích của một nhân vật tầm cỡ như thế làm sao mà ít được cậu ta lập tức cam đoan xin anh cứ yên tâm tôi chắc chắn sẽ hoàn thành chuyện này thật tốt cho anh tôn hàn khẽ gật đầu không nói gì thêm từ khang nhiên biết tôn hàn đang có tâm sự bèn phất tay ra hiệu cho mô bách xuyên rời đi. À phải rồi, thưa cậu, tối nay Lâm Hữu sẽ đến mạch thượng Thủy Hương để đánh bạc. Thoáng nhíu mày, Tôn Hàn nói, chuẩn bị đi, tối nay tôi sẽ xuất hiện. Vâng, sau khi đáp lại, từ khang niên cũng không nhiều lời nữa. Ngẫm nghĩ giây lát, Tôn Hàn lại lên tiếng, giọng nghiêm nghị, còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán rồi. Vốn dĩ tôi định về quê đón Tết, nhưng nghĩ lại thì thôi, có lẽ tôi sẽ đón năm mới cùng Đồng Đồng. Còn hơn 10 ngày nữa phong quyên mới lên sàn, tôi sẽ về nhà vài hôm. Trong thời gian này, ông phụ trách đưa đón Đồng Đồng nhé. Lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện để hỏi y y xem cô ấy có thể đến chăm sóc Đồng Đồng hay không. Nhà ở đây tất nhiên là quê nhà nơi Tôn Hàn đã lớn khôn. Từ Khang Nhiên đưa ra lời đề nghị, "Thưa cậu, bây giờ Đồng Đồng đang đi nhà trẻ." cậu có thể xin cho cô bé nghỉ vài hôm rồi đưa cô bé về quê cùng. Chắc chắn mẹ cậu sẽ rất vui khi gặp đồng đồng. Từ Khang Niên không biết nhiều về chuyện nhà của Tôn Hàn, cũng không dám nghe ngóng. Ông ấy chỉ biết Tôn Hàn có mẹ, một em trai và một em gái. Còn bố Tôn Hàn đã mất sớm vì bệnh, nhưng từ Khang Niên nghĩ, người lớn tuổi gặp được cháu gái của mình có lẽ là một chuyện rất vui. Thế nên ông ấy mới dám đưa ra đề xuất như vậy. Tôn Hàn nghe xong chỉ cười gượng gia đình nào cũng có nỗi khổ riêng. Tôi không đưa đồng đồng theo, dĩ nhiên có lý do của tôi. Đừng nhiều lời, Tôn Hàn đã nói vậy, tất nhiên từ khang niên không dám nhiều chuyện như mấy mẹ bán cá ngoài chợ nữa. Ông ấy hỏi, vậy cậu định khi nào thì đi à? Cũng đang dỗi rãi, ngày mai tôi sẽ đi. Sau khi rời khỏi công ty bất động sản thịnh hạ, Tôn Hàn đi thẳng đến bệnh viện. Tôn Hàn vào đến phòng bệnh thì Trần Hương là người đầu tiên nhìn thấy anh. Cô ta hơi ngạc nhiên, vội thốt lên, tổng giám đốc tôn. Tôi đã không còn quan hệ gì với công ty thời trang xâm uy, cô không cần câu nệ nữa, cứ gọi thẳng tên Tôn Hàn là được. Tôn Hàn cười đùa, ánh mắt hướng đến Liễu Y Y đang nằm trên giường bệnh. Tôi vẫn gọi anh là Tổng Giám Đốc Tôn thôi à, Tổng Giám Đốc Tôn, anh đến đúng lúc quá, tôi ra ngoài một lát, Trần Hương thức thời rời đi. Thời gian gần đây, luôn là Trần Hương đến chăm vào ban ngày, còn Tiết Lan đến vào buổi tối vậy nên vào lúc này tiết lan vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà đến chiều tối mới mang ít canh tẩm bổ đến sao anh lại đến đây liễu y y hơi bất ngờ khi thấy tôn hàn rồi vội vã quay mặt đi không muốn nhìn anh tôn hàn bật cười rồi ngồi xuống mép giường biết liễu y y đang giận đây cũng là chuyện bình thường anh dùng mọi cách để tiếp cận liễu y y đến khi người ta cảm động rồi thì chính anh lại nói không thích nhìn kiểu gì cũng giống như anh đang đùa giỡn với tình cảm của người khác người ngoài không biết tưởng anh là sở khanh tái thế trong chuyện này tôn hàn không giải thích cũng không muốn giải thích nghe trần hương nói ngày mai em xuất viện không ở lại thêm vài ngày à thôi đi tôi không muốn lãng phí tiền của anh liễu y y lạnh lùng nói về viện phí của liễu y y vì tên tài xế kia cố ý gây thương tích mà chiếc xe van lại không có bảo hiểm nên cô không nhận được bồi thường tôn hàn cũng lười tìm tên tài xế ấy hay vương bách xuyên để đòi tiền Tôn Hàn đã chi trả hết tiền viện phí. Kỹ thuật của Tôn Hàn rất tốt. Tuy Tiết Lan không thích Tôn Hàn, nhưng vẫn phải thừa nhận từ khi uống thuốc theo đơn của Tôn Hàn, sức khỏe của bà ấy đã hồi phục một cách đáng kinh ngạc. Cho đến nay, Tiết Lan chưa từng phát bệnh. Vì vậy, khi Tôn Hàn đưa công thức nấu dược thiện bồi bổ cho Liễu Y Y, dược thiện dịch sát nghĩa là đồ ăn có thảo dược, Tiết Lan vẫn luôn nấu cho cô ăn. Kết hợp với việc điều trị bằng thuốc của bệnh viện, bây giờ liễu y y đã có thể miễn cưỡng chống gậy đi lại cũng sắp xuất viện được rồi nên tôn hàn cũng không khuyên cô nữa nhưng tổn thương gân cốt phải mất rất lâu mới hồi phục được hai chân của liễu y y bị gãy một số chỗ muốn bình phục hoàn toàn thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian biết liễu y y không muốn nhìn thấy mình tôn hàn không nhiều lời mà nói thẳng vào vấn đề chính anh tìm em là vì muốn nhờ em giúp anh một chuyện Lúc này Liễu Y Y mới quay mặt sang nhìn Tôn Hàn vẻ mặt đầy dấu hỏi chấm. Miệng cười nhếch mép mỉa mai, "Tôn Hàn thần thông quảng đại như anh vậy, mà cần một người phụ nữ nhỏ bé như tôi giúp sao? Có phải anh đề cao tôi quá không vậy? Không phải là Liễu Y Y cố tình khiêu khích anh nên mới nói vậy." Mà vì Liễu Y Y không biết, với năng lực của Tôn Hàn thì rốt cuộc có chuyện gì cần cô giúp đỡ. Nhưng Liễu Y Y nghĩ quá xa, mà quên mất vấn đề ngay trước mặt. "Là đồng đồng?" Anh có việc, phải rời Giang Châu vài hôm, nên muốn nhờ em chăm sóc đồng đồng. Em yên tâm, chuyện đưa đón đồng đồng đi học đã có từ Khang Nhiên phụ trách, sẽ không phiền phức lắm đâu. Nhưng từ Khang Nhiên cũng lớn tuổi rồi, không hợp để chăm trẻ lắm. Nghe vậy, nét mặt liệu y y cũng dịu dàng hơn, nếu anh không chê căn nhà đơn sơ của tôi thì cứ đưa cô bé đến nhà tôi đi. Nhưng tôn hàn à, anh năm lần bảy lượt nói rằng đã tìm được đứa con gái hạ hạ của tôi nhưng lại liên tục từ chối để mẹ con tôi gặp nhau. Anh có thể nói thẳng với tôi không, rốt cuộc anh đã tìm được hả hạ chưa? Chuyện này đã khiến Liễu Y Y bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ. Tôn Hàn đáp, khi quay lại Giang Châu, anh sẽ đưa mẹ con em gặp mặt và nhận nhau, tuyệt đối không nuốt lời. Tiết hầu chuyển động, vẻ mặt hơi phấn khích, Liễu Y Y liền nghiêm túc gật đầu, được. Đã ngần ấy năm trôi qua rồi, chỉ thêm vài ngày nữa thôi, cô vẫn có thể chờ chỉ cần con gái cô được bình yên, sự việc xong xuôi, Tôn Hàn cũng không biết nói gì nữa, Liễu Y Y lại càng không biết nói gì. Cả hai chìm vào im lặng, có lẽ vì không quen với trạng thái yên lặng nhìn nhau rồi nghe hơi thở như này, nên một lúc lâu sau đó, Liễu Y Y đành tìm đề tài nói chuyện, "À phải, đột nhiên anh rời Giang Châu là vì việc gì vậy? Anh về quê một chuyện, em vẫn chưa biết nhỉ, quê nhà anh nằm ở một thị trấn rất nhỏ, rất nhỏ." thật ra anh đến từ một nơi rất nhỏ bé, Tôn Hàn có phần tự diễu. Vậy sao anh không đưa đồng đồng theo, Tôn Hàn mà không nói, Liễu Y Y còn nghĩ anh xuất thân từ gia tộc Hào Môn ở một thành phố lớn. Nhưng Tôn Hàn không cần gạt câu chuyện này, chẳng qua Liễu Y Y cảm thấy hơi kỳ lạ mà thôi. Nếu chỉ về quê thăm gia đình, đồng đồng chỉ mới đi nhà trẻ, xin nghỉ vài hôm cũng không ảnh hưởng gì, lẽ ra Tôn Hàn nên đưa đồng đồng theo cùng chứ nhỉ. Về vấn đề này, Liễu Y Y cũng nghĩ giống hệt từ Khang Niên. Tôi là con nuôi trong nhà, tình hình cụ thể khá phức tạp, không thích hợp dẫn đồng đồng theo, câu trả lời mà Tôn Hàn dành cho Liễu Y Y chi tiết hơn rất nhiều. Tuy không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Liễu Y Y biết Tôn Hàn có lý do của riêng anh, nên cũng không hỏi thêm nữa, chỉ cất giọng cam đoan, anh cứ yên tâm. Đồng đồng ở cùng tôi sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nếu không yên tâm, anh đã không đưa đồng đồng đến chỗ em rồi. Ánh mắt của Tôn Hàn hướng đến giỏ táo, anh chợt hỏi, "Em muốn ăn táo không?" Liễu Y Y không trả lời, Tôn Hàn xem như cô ngầm đồng ý, bèn lấy dao ra da gọt vỏ táo. Chẳng mấy chốc, quả táo đã được gọt xong và đưa đến trước mặt Liễu Y Y. Nhìn hơi méo nhưng vẫn chấp nhận được, cô cũng không từ chối, lấy một tờ khăn giấy ra bọc quả táo lại rồi nhẹ nhàng cắn một miếng. Dáng vẻ của Liễu Y Y khi ăn táo rất xinh đẹp, Tôn Hàn chỉ ngắm thôi cũng cảm thấy hưởng thụ thấy liễu y y đã gặm xong quả táo nho nhỏ tôn hàn mới đứng dậy với vẻ lưu luyến anh đi nhé ơ ờ, về sớm vậy à ở lại thêm chút không được sao liễu y y hơi quyến luyến nên liền buột miệng nói ra rồi ngay sau đó cô đã cảm thấy xấu hổ đành gượng gạo giải thích tôi chỉ cảm thấy cảm thấy thôi anh đi đi giải thích cái quái gì chứ tôn hàn lắc đầu cười anh vốn muốn ở lại thêm lát nữa nhưng hình như không cần thiết lắm không nói gì nữa, anh xoay người rời đi. Trần Hương vẫn đứng canh ngoài cửa, thấy Tôn Hàn bước ra bèn buột miệng hỏi, Tổng Giám Đốc Tôn, anh về sớm thế à? Từ lúc bước vào đến giờ còn chưa đến 20 phút mà. Ừ, cô chú ý chăm sóc y y nhé. Nói mới nhớ, cô ấy cũng là cấp trên của cô, nịnh nọt một tí cũng phải, Tôn Hàn lại đùa. Tôi biết mà, sau khi y y về nhà rồi, tôi cũng sẽ thường xuyên ghé thăm. Trước phó tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm uy rơi xuống đầu Trần Hương, trong lòng cô ta hiểu rất rõ, đây cũng là phần thưởng mà cô nhận được vì đã trông non liễu y y. Chỉ vì điều này thôi, Trần Hương đã không dám có một chút lơ là trong việc chăm sóc cho liễu y y rồi. Ừ, tôi đi đây, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi là được. Vâng, 4 giờ chiều, Tôn Hàn đến trường đón Đồng Đồng rồi trở về biệt thự. Không có liễu y y ở nhà, đối với Đồng Đồng mà nói tựa như thiếu mất sức sống vậy. Cô bé làm gì cũng mặt ủ mày trao. Bố ơi, đến khi nào dì y y mới khỏe lại à? Tôn Hàn đang nấu cơm trong bếp, đồng đồng bèn ân cần xà lại hỏi chuyện. Dù đồng đồng không hỏi, Tôn Hàn cũng sẽ chủ động nói với cô bé. Anh vừa xào rau vừa bảo, ngày mai dì y y có thể xuất viện rồi đấy. Hoan hô, dì y y đã khỏe chưa à? Có thể chơi với con rồi chưa à? Nghe tin liễu y y sắp xuất viện, đồng đồng hào hứng vô cùng tôn hàn bật cười bèn nghiêm túc giải thích dì y y chỉ mới xuất viện thôi vết thương chưa khỏi hẳn không thể chơi cùng con đâu thế con có muốn đến nhà dì y y ở vài hôm không nào muốn ạ à? đồng đồng đáp ngay nhưng chỉ chốc lát sau cô bé đã phát hiện một vấn đề khác vừa tha thiết nhìn anh vừa hỏi vậy bố thì sao ạ à? bố cũng đến đó chứ ạ à? bố không đi đâu thế ạ à? đồng đồng lập tức cảm thấy lúng túng Cô bé rất muốn đến nhà Dì Y Y nhưng bố không đi nên cô bé cảm thấy không vui. Tôn Hàn nhìn Đồng Đồng mà thấy buồn cười vô cùng. Thế giới của trẻ con lúc nào cũng giản đơn như thế. Hy vọng biết bao rằng Đồng Đồng có thể như thế mãi. Đừng vội lớn khôn. Bố có việc bận nên phải đi xa vài ngày, không ở cùng Đồng Đồng được. Thế nên bố bảo Dì Y Y ở với con. Con đã hiểu chưa? Tôn Hàn cố gắng giải thích thật đơn giản và rõ ràng. Bố phải đi đâu ạ? À? Đồng đồng tò mò hỏi, đi đến nơi bố đã lớn lên. Sau một hồi thương lượng, đồng đồng vẫn không vui vẻ đồng ý cho lắm. Nếu không phải anh nói sẽ đưa đồng đồng đến nhà liễu y y, e là cô bé còn không vui hơn. Ăn cơm xong, đồng đồng xem tivi một lúc rồi ngủ thiếp đi. Sau đó, từ khang niên đã đến biệt thự để trông non đồng đồng. Còn Tôn Hàn đã thay quần áo khác rồi đi thẳng đến Mạch Thượng Thủy Hương. Tầng 2, Mạch Thượng Thủy Hương. Lâm Hữu liên tục thua gần nửa tháng nay, tiền nợ đã lên đến 50 triệu. Có lẽ ông ta cảm thấy tháng trước xui xẻo quá nên mới cố nhịn vài ngày, chờ qua Tết Dương lịch rồi mới đến thử vận may lần nữa. Đã qua tháng mới rồi, ông ta cũng nên đổi vận chứ nhỉ. Anh Lạc, hôm nay có chuyện gì thế, sao vẫn chưa mở sòng? Lâm Hữu bước lên tầng 2, thấy căn phòng mọi khi đã mở sòng vào giờ này đang đóng chặt, còn có hai vệ sĩ đứng canh bên ngoài, trong phòng chẳng có âm thanh gì cả bèn tò mò hỏi. Đưa mắt nhìn Lâm Hữu dò xét, anh Lạc nói, tôi còn nghĩ ông mất tích rồi chứ. Nở tôi nhiều tiền như vậy mà ông vẫn dám đến. Anh Lạc à, chỉ có 50 triệu thôi mà. Anh cũng xem tin tức rồi đấy, công ty của con gái tôi sẽ lên sàn vào ngày 15 tháng này. Đến lúc ấy, đừng nói là 50 triệu, dù có là 500 triệu, tôi cũng lấy ra được. Anh Lạc nhìn ông ta với vẻ khinh miệt, tốt nhất là được như ông nói đến lúc ấy mà tôi không nhận được tiền thì sẽ lột ra ông đấy. Trong lòng Lâm Hữu sợ muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra chấn tính, cười trừ nói, anh Lạc cứ yên tâm, đến lúc đó nhất định tôi sẽ trả anh, chắc chắn đấy. Thật ra Lâm Hữu cũng không chắc lắm, dù công ty ra thị trường, nhưng đây không phải công ty của một mình Lâm Mỹ Quyên nên không biết nó có chịu bỏ 50 triệu ra trả nợ cho ông ta không. Xong, ông ta không dám cho anh Lạc biết điều này. Không thì đêm nay ông ta đừng mơ rời khỏi mạch thượng thủy hương cách tốt nhất là xem tháng này có thể đổi vận rồi kiếm tại chỗ tiền đã thua hay không kiểu gì ông ta chẳng thắng được một ít để giảm bớt số tiền nợ hiện tại con nghiện cờ bạc đều có một niềm tin như vậy nên họ càng ngày càng ngu rồi dấn thân vào nợ sâu hơn lâm hữu cũng không ngoại lệ để đổi vận ông ta còn đi xem bói thầy bói phán rằng tối nay là lúc vận thế của ông ta thịnh nhất nếu tối nay mà không đánh bạc ở tầng 2 của mạch thượng thủy hương thì quá phí." Lâm Hữu vội hỏi, "À, anh Lạc này, tối nay tầng 2 có mở không?" "Tối nay, trên ấy có một nhân vật lớn đến chơi, người chơi cũng do ông chủ tìm, vì chơi hơi lớn nên không tiếp thêm các ông được, thôi về đi." Anh Lạc không để ý tới sự hào hứng của Lâm Hữu. Nhưng Lâm Hữu nghe vậy thì lập tức phản ứng lại ngay, "Bảo sao đích thân anh Lạc lại đứng đây canh với bảo vệ, ra là có trận cờ bạc lớn." tâm trạng ông ta hưng phấn hẳn lên, chơi lớn mới hay chứ. Vì phải chơi lớn thì ông ta mới có cơ hội thắng một khoản để trả bớt số nợ hiện tại. Những người chơi ở mạch thượng tùy Hương thường không chơi lớn, mỗi đêm cùng lắm chỉ khoảng chục triệu thôi. Có mỗi lâm hữu xui xẻo mới thua hơn 8 triệu trong một tối. Một người luôn đánh nhỏ như ông ta dù bây giờ có được thần bài nhập thì cũng đừng mơ kiếm được 50 triệu trong một thời gian ngắn, đấy là còn chưa kể đến tiền lãi mắt Lâm hiểu đảo như giang lạc, chẳng phải thầy bói đã nói trước 12 giờ đêm nay là khoảng thời gian mà ông ta may mắn nhất hay sao? Nếu có thể chơi với các ông chủ lớn ấy một tối và thắng khoảng trăm triệu thì chẳng những ông ta có thể trả hết nợ mà còn dư lại một khoản lớn. Lâm Hữu đang chìm trong mộng tưởng lập tức kéo tay anh Lạc rồi hỏi, anh Lạc, tối nay họ chơi lớn đến mức nào? Tốt thôi, bây giờ Lâm Hữu đã nợ đìa nên không còn thiết tha cá cược vài ba triệu nữa rồi chắc ít nhất cũng phải từ 50 triệu trở lên. Lâm Hiếu, ông định chơi à, anh lạc cười châm chọc mà ông còn tiền không? Thôi về tắm rửa rồi đi ngủ đi, à quên chúc ông mơ đẹp nữa. Anh Lạc, tôi không có tiền, nhưng con gái tôi có, chơi bạc khoảng 50 triệu thì không là gì với con bé cả. Anh Lạc, dù sao anh cũng cho tôi vay nhiều tiền rồi, thêm 50 triệu nữa cho tròn nha. Anh yên tâm, chắc chắn tôi sẽ trả anh đủ cả gốc lẫn lãi. Lâm Hiểu cố làm ra vẻ tiền bạc không thành vấn đề để thể hiện bản thân mình là người có điều kiện. Ông lại vay thêm 50 triệu nữa. Nếu ông không trả được thì dù tôi có giết ông thì cũng lỗ nặng. Lâm Hữu đầu óc ông vẫn bình thường đây chứ. Anh Lạc nhìn Lâm Hữu như nhìn một lão già điên. Anh Lạc, mỗi 50 triệu thôi mà, gì mà đến mức ấy. Được rồi, khoản vay sau này tôi sẽ trả lại gấp đôi, được chưa? Anh Lạc lập tức động lòng, nhưng vẫn hít mắt chưa chịu đồng ý, theo luật, tôi cho ông vay 50 triệu đã là sai rồi. Nếu ông muốn vay tiếp thì phải trả gấp 3 tiền lãi. Gấp 3 tiền lãi, sao không ăn thịt người luôn đi? Trong lòng Lâm Hữu nghĩ anh Lạc làm vậy là lột xa mình rồi, nhưng nhớ tới lời thầy bói nói, nếu để lỡ mất tối này thì có trời mới biết khi nào ông ta mới có cơ hội chờ mình tiếp. Vì thế ông ta không chút do dự mà đồng ý ngay, được, gấp ba thì gấp ba anh lạc cười nói, tối nay, tôi sẽ cho ông chơi. Lục Nhi, Trương Thuận, mở cửa cho Lâm Hữu vào, lát nữa ghi sổ thêm cho ông ta 50 triệu. Nghe vậy, hai tên bảo vệ mới mở cửa ra, loáng cái lại vay thêm 50 triệu, nếu tối nay còn thua tiếp thì Lâm Hữu sẽ không còn đường lui nữa. Lâm Hữu lập tức thấy căng thẳng, thậm chí có ý định từ bỏ, nhưng nghĩ mình đã thua 50 triệu rồi thì còn sợ cái quần đùi gì nữa, thế nên cắm đầu đi vào phòng luôn bên trong đã có hai người đàn ông trung niên đang ngồi chơi bài trước mặt họ là số tiền cược mấy chục triệu chào chào mọi người lâm hữu thận trọng chào hỏi nhưng không ai thèm để ý đến ông ta chẳng mấy chốc tôn hàn đã đến anh lạc nhanh chóng ra đón tiếp anh tôn dẫn tôi vào vâng mở cửa thấy tôn hàn bước vào lâm hữu trợn tròn mắt tôn hàn sao cậu lại đến đây trong phòng đã có năm người đến chơi bài chứ sao nữa lẽ nào chỉ có ông mới được chơi còn tôi thì không à toàn bạn bè với nhau cả mọi người không cần câu nệ bắt đầu thôi lâm hữu đắc ý rồi châm chọc nói như thể cờ bạc là một việc rất đàng hoàng tôn hàn cậu có biết chúng tôi chơi lớn thế nào không đủ tiền chơi không đấy tôn hàn đã ngồi xuống một chiếc ghế trống sau đó gõ ngón tay xuống bàn đáp thua một hoặc hai trăm triệu với tôi không thành vấn đề còn ông thì sao ha ha cả cái đất giang châu này đều biết công ty bất động sản của con gái tôi sắp đi vào hoạt động rồi cậu nghĩ tôi có thiếu vài đồng bạc lẻ ấy không lâm Hiểu thấy tôn hàn rất chướng mắt nhưng cũng biết hình như bây giờ anh đã có tiền ông ta không muốn thua về mặt khí thế nên hùng hồn nói phong quyên sắp ra thị trường rồi nhưng chủ đầu tư là nhà họ đường người nhận đầu tư là đường minh phong vậy ông nghĩ con gái mình có bao nhiêu cổ phần trong công ty ngay khi phong quyên nhận được đầu tư Số cổ phần của Lâm Mỹ Quyên trong công ty đã giảm thấp tới mức thảm thương. Nhưng vì quan hệ giữa mình và Đường Minh Phong nên Lâm Mỹ Quyên không để ý đến vấn đề này, hơn nữa chính miệng Đường Minh Phong đã hứa với cô ta chờ công ty đi vào quỹ đạo, anh ta sẽ cho cô ta 20% cổ phần. Nếu cho cô ta nhiều hơn thì chủ đầu tư là nhà họ Đường sẽ không đồng ý. Trong lúc gấp gáp, Lâm Mỹ Quyên đã lựa chọn tin lời của Đường Minh Phong. Hiện giờ 96% cổ phần của công ty đều thuộc về anh ta. Lâm Hữu không hề biết chuyện này. Lâm Hữu đã nghe ra vấn đề, nhưng không xác thực được nên bực dọc phản bác, đừng nghĩ cách chia rẽ gia đình người ta, con gái tôi sắp là cháu dâu của ông cụ Đường ở Thượng Hải rồi, chút tiền này chẳng làm khó bất động sản phong quyên được đâu. Còn cậu không biết lừa đâu được ít tiền, không sợ bị người khác vạch trần rồi lại tống vào tù à? Tôn Hàn lấy nhiều tiền thế này ở đâu ra thì Lâm Hữu không biết nên chỉ suy đoán là anh lừa bịp người ta, sau đó dùng đó làm cái cớ để đưa thái độ của cả hai về thế cân bằng. Anh Tôn, chip chơi đây à? Lúc này, anh Lạc đẩy cửa vào rồi đích thân đưa cả thùng chip cho Tôn Hàn. Một trăm triệu, Lâm Hữu nhìn hoa cả mắt, sau đó có vẻ khó tin khi anh Lạc đưa cho Tôn Hàn cả trăm triệu, đã thế còn rất lễ phép. Ông ta thoáng có một sự cảm không lành. Bắt đầu thôi, hôm nay chơi đơn giản thôi, chơi poker đặt từ 100.000 tới 5 triệu một ván. Lúc này đích thân anh Lạc chia bài, gã ta lấy một bộ bài mới ra rồi bắt đầu xào bài. Giới hạn 5 triệu tệ, trái tim Lâm Hữu run lên, điều đó đồng nghĩa với việc, bất cứ một thẻ bài nào tối nay cũng ngang ngửa với cả tối đánh bạc trước kia của ông ta. Lâm Hữu liếc mắt nhìn những người còn lại, các thẻ bài xếp chồng, ít nhất cũng đều từ 7-80 triệu đến 100 triệu tệ. Ông ta thầm mắng trong lòng, mấy người này giàu thật đấy. Lâm Hữu tin rằng vận may tối nay của mình rất tốt, thế nên ông ta cố bình tĩnh lại, nói, anh Lạc, anh không giới thiệu quy tắc sao. Là một tay cờ bạc có thâm niên mấy chục năm, Lâm Hữu hoàn toàn am hiểu việc đánh bài. Nhưng vẫn phải hỏi quy tắc mới được, không có quy tắc gì đặc biệt, ít nhất phải có ba người mới có thể bắt đầu chơi. Mỗi một người chỉ có thể mở bài một lần, ngoài ra thì ủ bài mới có thể ăn tiền, Gia chuỗi đồng chất hoặc tứ quý đều được tiền lãi 5 triệu tệ. Anh Lạc nói, sau đó liền chia bài đã đảo xong cho mọi người. Sau đó, mỗi người đều để 100.000 tệ tiền đặt cọc vào. Quy tắc này không phải là khó thực hiện lắm, nó làm lâm hữu yên tâm hơn nhiều. Có một số quy tắc gian xảo hơn, ví dụ như người phía trước đã hạ bài thì không được xem bài, chơi theo kiểu đó thì thua không còn gì để mất. Hạ bài ngay có nghĩa là không được xem bài đã phải hạ bài luôn người xem bài phải trả người hạ bài gấp 2,5 lần. Điều đó có nghĩa là người hạ bài đặt 200.000 tệ thì người xem bài phải đặt 500.000 tệ. Tiền lãi giống như tiền ngoài thắng được khi ra chuỗi, dù có theo không cũng phải đặt số tiền này. Người đầu tiên chơi phải đặt tiền ngay. Đặt tiền kiếm lãi nghĩa là người đầu tiên phải đặt cọc tiền, ra chuỗi hoặc tứ quý thì mới ăn tiền. Những quy tắc mà anh Lạc nói chính là quy tắc thường thấy của trò chơi này. Chẳng mấy chốc anh Lạc đã chia lượt bài đầu tiên ra. Xin mời cậu Tôn, anh Lạc giơ tay mời Tôn Hàn gọi bài đầu tiên. Tôn Hàn mỉm cười, anh phi tiện vứt ra thẻ 500.000 tệ, ván này tôi nghĩ sẽ có khởi đầu tốt, đặt 500.000 tệ. Tôn Hàn vừa ra tay đã đặt 500.000 tệ, điều này khiến Lâm Hữu sững sờ. Nếu chơi như vậy, dù tối nay ông ta có không ăn không uống gì thì e là cũng bị vét sạch 500.000 tệ chỉ trong 2 tiếng. Tôi theo 500.000 tệ, theo ngay sau đó, những ông chủ khác cũng nhao nhao đặt tiền. Đến lượt Lâm Hiểu, vốn ông ta chỉ định xem bài, ngộ nhỡ bài xấu thì bỏ bài, thế thì có thể tiết kiệm 500.000 tệ. Nhưng khi nghĩ đến thầy bói nói rằng tối nay ông ta rất may mắn, thế là cũng cắn răng không xem bài, tôi theo 500.000 tệ. Sau khi hết một vòng, trong hố đặt đã có hơn 3 triệu tiền đặt cược. Một triệu tệ, Tôn Hàn lắc lư hai thẻ bài, sau đó ném một triệu tệ vào trong anh như vậy khiến các ông chủ đều nhao nhao xem bài thấy bài xấu thì đều bỏ bài mãi đến người thứ ba sau khi trầm ngâm một lát thì nói tôi theo ba triệu tệ đã có người bắt đầu xem bài rồi trong tay nhất định có con bài nào đó thế nên lâm hữu không dám mạo hiểm nữa ông ta lập tức cầm ba quân bài lên xếp chồng trên tay thấp thỏm nhìn thử lá đầu tiên là con năm cơ lá thứ hai hơi lộ đầu ra trong tay ông ta chỉ nhìn hình cong ở góc thôi là ông ta đã biết là con sáu đỏ, chất cơ hoặc xô. Được đấy, Lâm Hữu lập tức để quân bài này ra đằng sau con năm cơ, bắt đầu xem lá thứ ba. Là con bảy đỏ, điều này làm Lâm Hữu vô cùng chắc chắn, ít nhất thì ông ta cũng có chuỗi năm, sáu, bảy, hơn nữa có 25% là chuỗi đồng chất. Thầy bói đúng là không lửa ông ta, ván đầu tiên mà ông ta đã lấy được bài tốt như thế này rồi. Đừng có làm trễ thời gian, có theo không thì nói một câu." Ông chủ đầu chọc đặt cược theo hơi mất kiên nhẫn. "Tôi theo 3 triệu tệ." Lâm Hữu vội vàng đặt cược 3 triệu tệ. Giờ tính cả Tôn Hàn thì cũng chỉ có 3 người đặt cọc, khả năng thắng rất cao. Tôn Hàn bật cười, "Lâm Hữu, ông đã xem bài rồi mới dám đặt cược, xem ra lá bài cũng không tệ nhỉ, tôi sẽ chơi cùng ông, đặt 2 triệu tệ." Đặt 2 triệu tệ thì người sau phải đặt ít nhất 5 triệu tệ ông chủ đầu chọc kia bắt đầu do dự, không biết có nên theo hay là không theo nữa. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn bỏ thẻ bạc 5 triệu tệ vào. Dáng vẻ lưỡng lự này khiến Lâm Hữu tự tin hơn một chút, ông ta liền biết là bài của ông đầu chọc này không lớn lắm nên chẳng còn kiêng rè gì cả, 5 triệu tệ thôi mà, tôi theo. Tôn Hàn, đừng trách tôi không nhắc cậu, cậu đừng có hòng thắng bài của tôi. Lâm Hữu vẫn không xem bài, coi như là để lại một niềm tin cho mình thực ra khả năng là chuỗi đồng chất không lớn nhưng trước khi chưa xác định đó là một chuỗi thường thì ông ta vẫn coi như đó là một chuỗi đồng chất đây cũng là một loại tâm lý của những tên cờ bạc cảm thấy mình đang may chuyện gì cũng có thể xảy ra lâm hữu nói vậy chủ là để khích tướng để tôn hàn hạ bài nào ngờ tôn hàn lại xem bài thật ông ta liền gào ầm ĩ trong lòng biết thế thì đã giả vờ do dự rồi cảm ơn đã nhắc nhở bài của tôi nhỏ quá tôi không đặt tiền nữa. Đến lượt ông đầu chọc, 5 triệu tệ, tôi mở bài, 9, 5, hai bích cùng chất. Ông đầu chọc trực tiếp mở bài của mình, lúc này trong hố để tiền đặt cược ít nhất phải có khoảng 30 triệu tệ. Lâm Hữu liền sướng ra như trời trồng, mẹ nó chứ, khó khăn lắm mới có một chuỗi, không ngờ lại đụng phải đồng chất. Hơn nữa vừa nãy ông đầu chọc còn lưỡng lự ra vẻ bài của mình nhỏ lắm. Ông ta không dám cược bài của mình là chuỗi đồng chất ông ta đã ném vào 9 triệu tệ, số tiền này khả năng cao là mất trắng. Lâm Hữu chỉ có thể lấy bài của mình ra rè giặt liếc nhìn, trong đầu ông ta vẫn hiện lên lời của thầy bói. Ông ta chắc chắn có chuỗi đồng chất, chuỗi đồng chất. Lá bài thứ hai, sáu cơ. Điều này làm Lâm Hữu thở phào một hơi, bây giờ có 50% là chuỗi đồng chất. Lá bài thứ ba, Lâm Hữu sắp tắt thở đến nơi. Sự sống và cái chết chỉ nằm giữa một ranh giới nếu như là con bảy rô thì ông ta sẽ thua mất 9 triệu tệ. Mà nếu là con bảy cơ, cộng thêm tiền lãi thì ông ta sẽ kiếm được hơn 40 triệu tệ. Ông ta cả đời này chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Bảy cơ, bảy cơ, Lâm Hữu vừa thầm kêu gào vừa lật bài ra, lúc ông ta sắp không thở nổi thì vừa nhìn thấy bài, ông ta liền ném bài lên bàn, sau đó gào ầm lên, là bảy cơ, tôi có chuỗi năm sáu bảy cơ cùng chất chỉ riêng ván này đã gỡ lại gần hết số tiền ông ta đã thua trong gần một tháng qua. Mẹ nó, ván đầu tiên đã có chuỗi đồng chất, mấy lá bài chết tiệt này, ông đầu chọc căm vẫn ném bài của mình đi. Ha ha ha, vận may cả đấy, vận may cả đấy, Lâm Hữu vô cùng đắc ý. Cũng khá may mắn đấy, anh Lạc khen một câu, sau đó thu bài lại, bỏ vào trong máy xào bài, lại bắt đầu một lượt chơi mới. Trong những sòng bạc lớn thế này để tránh cho kẻ gian lợi dụng cơ hội trục lợi, một bộ bài không được đồng thời chia hai ván. Sau khi thu tiền lãi, Lâm Hữu liền trở nên giàu có. Ván thứ hai cũng bắt đầu, ván thứ hai bắt đầu, vì vị trí ngồi của Tôn Hàn trước Lâm Hữu mà Lâm Hữu đã thắng ván đầu nên Tôn Hàn vẫn chơi đầu tiên. Một triệu tệ, Tôn Hàn coi tiền như rác, vừa bắt đầu đã đặt một triệu tệ. Nếu cứ chơi như thế này thì mỗi ván đều có thể ù bài. Lâm Hữu ông ta cũng đặt vào vô cùng hào phóng. Ván trước vừa mới ăn được biến 10 triệu tệ nên, Lâm Hiểu vô cùng tự tin, nhìn ông ta khi thế hẳn ra. 2 triệu tệ, ngay sau đó, Tôn Hàn lại đặt cọc thêm, những người khác xem bài xong thì đều bỏ bài. Ông đầu chọc có lẽ ván trước thua quá nhiều nên đã mất bình tĩnh, tiếp tục cọc 2 triệu tệ. Lâm Hiểu cũng xem bài rồi. Ông ta tới để thắng tiền chứ không tới để đặt cược vào vận may. Lâm Hiểu thầm nghĩ trong lòng, Tối nay nếu có thể thắng được khoảng 100 triệu tệ thì ông ta có thể trả nợ, ngoài ra còn thừa 3-40 triệu tệ để ăn chơi. Những người cược với ông ta đều giàu vô cùng, nhưng kỹ xảo chơi bài không được cao tay lắm, ông ta đã thắng được hơn 40 triệu tệ rồi, cũng cách mục tiêu không còn xa nữa. Nếu tình hình khả quan, ông ta cũng có thể thắng được 100 triệu tệ. Ván thứ hai chắc chắn không bằng ván thứ nhất, nhưng ông ta cũng có một đôi ca. Đối mặt với hai người đặt cược Khả năng thắng của ông ta càng lớn. Sau khi suy nghĩ, Lâm Hữu vứt ra thẻ cược 5 triệu tệ, tôi theo. Tôn Hàn nhướng mày nhìn ông ta, Lâm Hữu, ông có thần bài phù hộ à, lại theo sao? Cậu quan tâm tôi làm gì? Nếu không có gan thì xem bài đi." Tôn Hàn mỉm cười, 2 triệu tệ, tiếp tục, ông đầu chọc hơi do dự, nhưng vẫn tiếp tục cược 2 triệu tệ. Lâm Hữu thầm cầu nguyện trong lòng, tuyệt đối đừng để họ có được bài to sau đó ông ta cũng cược 5 triệu tệ. Như vậy thì trong hố đặt cược đã có hơn 20 triệu tệ. Nhưng một nửa trong số đó đều là của Lâm Hữu Các bạn đang nghe tập 14 của bộ tiểu thuyết Ngỏa Hồ Tàng Long và audio này được phát sóng trực tuyến trên kênh youtube audio chuyện hay vào lúc 10 giờ sáng các thứ hai bốn sáu thực hiện bởi t boy chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ tiếp tục tôn hàn dường như chắc chắn rằng bài của lâm hữu không lớn ông ta chỉ đang mạnh miệng thế nên tiếp tục cược nhưng ông đầu chọc không chịu nổi nữa nên đã xem bài. Chẳng bao lâu sau ông ta đã ném bài đi. Một đôi xì, Lâm Hiểu cảm thấy tôn hàn mà tiếp tục cọc thì chẳng khác nào tặng tiền cho ông ta. Thế nên ông ta liền cược 5 triệu tệ. Đã là lượt thứ ba rồi. Tôn hàn, bài của tôi không to đâu, chỉ là một đôi số nhỏ mà thôi. Sao hả, có muốn cực tiếp không? Thực ra Lâm Hiểu thốt ra câu này cũng rất khó khăn. Ông ta vừa mong tôn hàn tiếp tục cược, lại vừa mong Tôn Hàn xem bài không cược theo nữa. Nếu Tôn Hàn không xem bài, ai biết bài của Tôn Hàn có to hay không? Đôi ca của ông ta cũng không phải là bài to lắm. Cược cũng khá nhiều rồi, giờ một ván thế này khả năng cao là bài lẻ, tôi xem bài. Tôn Hàn xem bài, thái độ anh khiến Lâm Hữu không rõ anh hài lòng hay không hài lòng. Nhưng lúc này Lâm Hữu mong rằng Tôn Hàn trực tiếp bỏ bài. Nếu thế thì ông ta sẽ lại thắng ván này. Tôn Hàn ngẩng đầu, anh quan sát Lâm Hữu một lúc, sau đó đột nhiên tung ra thẻ bạc 5 triệu tệ, tôi cược tiếp. Thế này thì, Lâm Hữu bắt đầu bối rối. Chẳng lẽ bài của Tôn Hàn rất to sao? Lâm Hữu muốn quan sát sắc mặt của Tôn Hàn để suy đoán, nhưng Tôn Hàn chắp tay lại, mặt không biểu cảm. Trong trí nhớ của Lâm Hữu, Tôn Hàn chưa bao giờ đánh bạc, sao bây giờ lại trông như một tay đánh bạc già đời vậy? Thông thường thì nếu bài không to, những người khác đều có thể nhìn ra. Vấn đề là một tay đánh bạc thâm niên như Lâm Hữu lại chẳng đánh hơi được chút gì. Lâm Hữu đã theo ba lượt, 15 triệu tệ được bỏ vào. Đã đến lúc này rồi ông ta cũng không còn do dự nữa, cho dù bài của Tôn Hàn có to hay không thì ông ta cũng phải mở bài. Tôi mở bài, Lâm Hữu lại vứt 5 triệu tệ vào, sau đó mở bài của mình. Một đôi ca và một con quy, Tôn Hàn nhíu mày, không nói gì mà vứt bài của mình vào trong đống bài điều này có nghĩa Lâm Hữu lại thắng. Ông ta đã thắng liên tục hai ván, tổng cộng hơn 60 triệu tệ. Thêm cả tiền vốn nữa thì số tiền trước mặt Lâm Hữu đã hơn 100 triệu tệ. Điều này khiến Lâm Hữu cười ngoác cả miệng, anh Lạc, mau xào bài đi, anh có địa vị cao thế này, tôi không thưởng nữa nhé. Địa vị cao gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là người làm công mà thôi. Nếu ông chủ Lâm vui thì thưởng 100.000 tệ là được, tôi chắc chắn sẽ rất vui lâm hữu không nói gì thắng liên tiếp hai ván nếu là người xào bài bình thường thì ông ta sẽ ném cho một trăm nghìn tệ coi như tiền bo vấn đề là thưởng cho anh lạc thì chắc chắn không thể chỉ cho một trăm nghìn tệ còn nếu bo một triệu tệ thì ông ta không nỡ thế nên ông ta liền giả điếc luôn ngay sau đó lâm hữu lại thắng một ván có thêm hơn hai mươi triệu tệ ván sau mới đến lượt người khác thắng sau khi chơi tiếp khoảng hơn một tiếng Lâm Hữu đã không còn may mắn như vậy nữa, nhưng cũng thắng được tổng cộng hơn 90 triệu tệ. Tự dưng may mắn như vậy khiến ông ta sung sướng tới nỗi không còn biết gì hết, thế nên đã bỏ qua rất nhiều chi tiết. Ví dụ như, trong lúc chơi bài anh lạc đã rất nhiều lần trưng cầu ý kiến Tôn Hàn bằng ánh mắt, mà Tôn Hàn lại chẳng phản ứng gì. 90 triệu tệ cũng khá gần với mục tiêu 100 triệu tệ của ông ta rồi. Lúc này Lâm Hữu đã muốn rút lui, ông ta cố ý nhìn đồng hồ. Ôi trời, không còn sớm nữa, sắp 11 giờ rồi. Hay, tối nay đến đây thôi, tối mai chúng ta lại tiếp tục. Nói như vậy nhưng trong lòng ông ta lại nghĩ, tối mai có điên ông ta mới tới. Bây giờ ông ta thắng nhiều tiền như vậy đã đủ để ông ta trả hết nợ cả vốn lẫn lãi, còn dư được hơn 20 triệu tệ. Có nhiều tiền như vậy, ông ta sẽ ăn chơi thoải mái, không thèm chơi cái trò này nữa. Nhưng ông đầu chọc thua nhiều nhất liền bất bình. Bình thường đều chơi tới 12 giờ, ông đi sớm như vậy thì không hay lắm nhỉ. Anh Lạc cũng tức giận, Lâm Hữu, ông thắng được tiền rồi là muốn đi, đúng là không hợp với quy tắc. Chơi đến 12 giờ, ông thắng được bao nhiêu tiền thì có thể đem bấy nhiêu đi. Lâm Hữu thầm than trong lòng, nghĩ rằng cùng lắm ông ta lại cược thêm một lát, chỉ cần không gặp phải bài quá to là được. Lúc này Tôn Hàn lại phất tay, cười nói, người ta muốn đi thì đi chẳng có gì là không phù hợp cả. Nếu Lâm Hiểu không muốn chơi nữa thì chúng ta giải tán. Tiếc là tôi vẫn chưa thua hết 100 triệu tệ, chẳng thú vị gì cả. Vậy, Lâm Hiểu, ông có thể đi rồi. Anh Lạc tuy không biết cậu Tôn định làm gì, nhưng cậu Tôn đã nói như vậy thì cũng không ép Lâm Hiểu ở lại nữa. Tôn Hàn đã thua hai ván, tuy không thua quá nhiều nhưng trước mặt vẫn còn tiền vốn 60 triệu tệ. Đã được cho đi, Lâm Hiểu như được đại xá nhưng hai chân ông ta lại không thể cử động. Thầy bói nói rằng, trước 12 giờ đêm nay ông ta sẽ vô cùng may mắn. Một khi qua 12 giờ, ai biết được đến khi nào mới có vận may như vậy nữa. Lâm Hữu nhìn đống tiền vốn trước mặt Tôn Hàn, ông ta liền liếm môi. Sau khi chơi bài hơn một tiếng, Lâm Hữu đã nhận ra, mỗi ván Tôn Hàn đều đặt bừa, hoàn toàn không biết chơi bài, không thiếu tiền và cũng không biết sợ. Nếu thắng được 60 triệu tệ trong tay anh, vậy thì cả đời này ông ta sẽ ăn chơi thoải mái, cả đời này không xài hết. Nghĩ vậy, lòng tham lam liền ăn mòn lý trí của ông ta. Ông ta cười ngồi xuống ghế, nếu mọi người đã hết lòng như vậy thì chơi đến 12 giờ đi, nhưng ván tiếp theo, Lâm Hữu lại lạnh hết cả sống lưng. Một chuỗi gì đồng chất của ông ta gặp phải chuỗi hát đồng chất của người ta, thế nên thua 20 triệu tệ. Nhưng sự xui xẻo của ông ta chỉ mới bắt đầu. Sau khi thua hơn 20 triệu tệ, số tiền thắng được của Lâm Hữu ít đi đáng kể. Số tiền dư ra sau khi trả hết nợ coi như mất hết. Lâm Hữu lúc này đột nhiên không còn trông chờ mình thắng được số tiền kia của Tôn Hàn nữa mà chỉ mong có được một lá bài tốt, lấy lại được số tiền đã thua rồi rửa tay gác kiếm. Nhưng thật đáng tiếc là mọi chuyện lại không được như ý nguyện. Sau hai lượt chơi nữa, Lâm Hữu bốc được một dây quy ca át, dây này chỉ thua có mỗi năm cây bài cùng chất mà thôi. Sau hai lượt cược nữa, tất cả mọi người đều ném bài xuống. Chỉ có mình Tôn Hàn vẫn đang cược theo, Lâm Hiểu lúc này trong lòng chắc mầm ván này ông ta thắng chắc. Tôn Hàn không mở bài mà liền lúc cược thêm 10 triệu nữa. Lâm Hiểu vui mừng, vội vã theo ngay, ông ta cược thêm hẳn 25 triệu. Xem ra bài to lắm đây, để tôi xem nào. Sau khi nhìn những lá bài bên dưới, Tôn Hàn không ném bài xuống mà lại cược thêm 5 triệu. Còn Ma Cờ Bạc Lâm Hữu cho rằng Tôn Hàn đang tiếc 10 triệu mình vừa bỏ vào nên cố tình cược nhiều để ông ta rút lui. Tôi cũng theo 5 triệu. Được, tôi cũng theo. Hai bên lại cược thêm lần nữa, Lâm Hữu lúc này thấy số tiền cược đã lớn, cũng không muốn mạo hiểm thêm nữa nên sau khi cược thêm 5 triệu thì cũng lật bài. Tính đến thời điểm này, Lâm Hữu đã đổ vào sới cược gần 40 triệu tệ. Tôi có dây quy ca át, tôi không tin cậu có thể thắng được tôi. Lâm Hữu nhìn Tôn Hàn với vẻ đắc thắng, đôi mắt hơi đỏ lên. Bài của ông quả thực rất to. Tôn Hàn cảm thán một câu càng khiến Lâm Hữu tin chắc vào chiến thắng của mình, ông ta cho rằng bài của Tôn Hàn chắc chắn nhỏ hơn mình. Có điều, câu sau Tôn Hàn nói đã dập tắt hoàn toàn niềm vui sướng trong lòng ông ta. "Chỉ tiếc là, bài của tôi còn lớn hơn một chút. Bài của tôi đều là chất tép." Lâm Hữu nhìn như muốn rớt tròng mắt ra ngoài, vẻ mặt không thể nào tin nổi chỉ đành trơ mắt đứng nhìn số tiền cược trong hòm được đổ ra trước mặt Tôn Hàn. Số tiền này mới một giây trước Lâm Hữu vẫn nghĩ sẽ thuộc về mình. Chưa nói đến cái này, vấn đề chủ yếu là ở chỗ nếu như vậy thì số tiền ông ta thắng được đã mất đi quá nửa. Giờ số tiền ông ta thắng chỉ còn có gần ba chục triệu. Như vậy thì còn lâu mới trả được nợ. Ván nữa đi, ván sau mình nhất định sẽ thắng. Không cần gì nhiều, thắng được 60 triệu là được, Lâm Hữu trong lòng thầm nhủ ông ta đã hoàn toàn quên mất giới hạn rồi. Chán Lâm Hữu thoát mồ hôi lạnh, lại một ván, ván sau bài của Lâm Hữu cũng không tệ, ông ta lại có một giây. Nhưng dường như thần may mắn không phù hộ cho ông ta, bài của Lâm Hữu lại thua bài của một lão đầu hói. Đến lúc này, Lâm Hữu đã huề vốn, không thắng được chút tiền nào nữa rồi. Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã chỉ 11 giờ 52 phút. Lâm Hiểu lúc này không thắng tiền nhưng dù gì cũng vẫn giữ được 50 triệu tệ mà ông ta đi vay. Nhưng đối với một kẻ từng thắng được tới 90 triệu tệ như ông ta đương nhiên vẫn cảm thấy vô cùng bất mãn. Lúc này anh Lạc đang chia bài lên tiếng, các vị quan khách, đây là ván cược cuối cùng trong buổi tối hôm nay rồi. Nếu vẫn có Nhã hưng muốn chơi tiếp thì xin hẹn các vị tối hôm sau. Anh Lạc, mới có 12 giờ mà, vẫn còn sớm, hay là cứ chơi thêm chút nữa, Lâm Hữu chưa hề muốn ra về. Có điều, giọng anh Lạc nghe vô cùng quả quyết, ván cuối rồi. Sau khi nhận bài xong, Tôn Hàn từ đầu đến cuối không xem bài mà chỉ chăm chăm đặt cược. Những người khác thì chỉ theo một hai vòng rồi hạ bài. Nếu thấy tỷ lệ thắng không cao thì họ cũng bỏ bài luôn. Còn Lâm Hữu kia cũng theo đến cùng, ông ta muốn chơi tất tay một ván sống còn để thử vận may với Tôn Hàn. Chỉ còn duy nhất một cơ hội này, ông ta không thể bỏ qua. Hai người họ thi nhau đặt cược, số tiền cược chẳng mấy chốc đã lên tới 40 triệu. Lâm Hữu, thế nào, ông định dùng nốt 50 triệu kia của mình để theo tôi đến cùng hả? Hay là chúng ta cược hết số tiền trước mặt rồi cùng lật bài, ông thấy thế nào?" Tôn Hàn nhìn Lâm Hữu cười nói. "Cái này," Lâm Hữu bắt đầu trở nên do dự, không biết có nên đồng ý hay không. Nhưng con người một khi đã lún vào sới bài thì khó mà giữ được lý trí. Lâm Hữu chỉ do dự một chút rồi lập tức đáp, được. Lâm Hữu cược hết số tiền trước mặt mình, Tôn Hàn cũng làm y chang. Số tiền cược chẳng mấy chốc đã lên tới 100 triệu tệ. Đây là ván cược có số tiền lớn nhất trong buổi tối hôm nay. Tiền đã cược vào hết, dây thần kinh của Lâm Hữu cũng trở nên căng như dây đàn. Nếu thua ván này, ông ta không dám tưởng tượng kết cục của mình sẽ ra sao. Đến mức bàn tay cầm bài của ông ta cũng bắt đầu run giấy. Quân bài đầu tiên là di tép, quân thứ hai là di cơ. Điều đó khiến Lâm Hữu chắc mầm ván cực này hơn 70% phần thắng sẽ thuộc về ông ta. Xem ra, tối nay thần may mắn vẫn đứng về phía ông ta rồi. Món tiền trước đó thua chỉ là sự cố nho nhỏ mà thôi. Có điều, đúng lúc này Tôn Hàn cũng hạ xuống một đôi quy, chỉ to hơn bài của ông ta đúng một chút. Lâm Hiểu, tôi có đôi quy, ông vẫn nghĩ có thể thắng được tôi sao, Tôn Hàn đắc ý mỉm mai trong nháy mắt mồ hôi lạnh túa ra làm ướt hết lưng áo lâm hữu ông ta nói không nên lời tôn hàn có đôi quy vậy chẳng phải ông ta phải có ít nhất ba cây di thì mới có cơ hội thắng hay sao việc này xác suất là rất thấp ông nội ơi xin ông phù hộ cho con ba cây di đi chỉ cần cây bài còn lại của con là di thì sau này ngày nào con cũng thắp hương cho ông lâm hữu trong lòng không ngừng cầu nguyện có vẻ như tổ tiên nghe được lời cầu nguyện của ông ta một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Cây bài cuối cùng của ông ta là di bích. Ha ha ha, hôm nay lâm hữu này vừa mở bát đã may mắn, đến ván cuối cùng cũng vẫn còn son. Tôn Hàn, mở to cái mắt chó của cậu mà nhìn kỹ bài của tôi đi. Đây là ba cây di, cậu chỉ có đôi quy mà đòi thắng tôi. Các vị, mỗi người các vị cũng phải trả thêm cho tôi mỗi người 5 triệu nữa đó. Năm người, mỗi người thêm 5 triệu cộng với số tiền cược ban nãy tổng cộng 80 triệu đó là số tiền Lâm Hữu nhận được nếu chiến thắng. Mặc dù không thể nhiều bằng lúc đỉnh cao thắng được những 90 triệu tệ nhưng đối với Lâm Hữu lúc này thì món tiền này chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh khổng lồ. Lâm Hữu nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng bừng, bài bạc nhiều năm như vậy nhưng ông ta chưa từng gặp may đến vậy. Thế nhưng, Tôn Hàn ung dung mở miệng, đúng là một bước lên thiên đàng, một bước xuống địa ngục. Cây bài này có thể khiến ông thua đau, nợ nần chồng chất đến nỗi không trả nổi nhìn cho rõ đây, lá bài thứ ba của tôi cũng là quy, quy tép. To hơn bài của ông, lá bài oan nghiệt, lâm hiểu há hốc miệng, không thốt được nên lời. Ông ta không tin, sao có thể như vậy được, ông còn phải bù thêm cho tôi 5 triệu nữa, có điều con người tôi rộng rãi, không thèm tính toán món tiền nhỏ này. Anh Lạc cười nói, Lâm Hữu ông nợ tôi 100 triệu. Nếu không trả được thì e là mạng ông cũng khó mà giữ được. Các người lừa đảo sao có thể có chuyện kỳ quặc như vậy được? Các người chơi ăn gian, lũ lừa đảo. Lâm Hữu trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc lên voi xuống chó giờ bắt đầu gào lên. Ông ta không tin, không tin mình có lá bài tốt như vậy mà lại thua. Chắc chắn là anh Lạc và Tôn Hàn giàn dựng ăn gian. Nếu không thì sao có thể như vậy được? Tôn Hàn ngược lại chỉ bật cười đáp, 10 ván bài thì đến 9 ván là lừa bịp. Ông bài bạc bao nhiêu năm nay mà giờ vẫn còn phản ứng như tấm chiếu mới vậy sao? Không sai, tôi gian lận đấy, ông tính làm gì được. Cậu chủ tôn, nếu không còn việc gì nữa thì chúng tôi xin phép. Cậu chủ tôn, chúng tôi xin phép đi trước. Đột nhiên, tất cả các ông chủ khác có mặt ở đó, bất luận là thua tiền hay thắng tiền đều khách sáo chào hỏi tôn hàn, sau đó rời đi. Lâm Hiểu dù có ngu ngốc đến mấy thì giờ này cũng đã nhận ra rằng mình vừa bị lừa. Ván cược hôm nay được tổ chức là vì ông ta, thậm chí... Việc ông ta thua món tiền lớn như vậy ở mạch thượng thủy hương chắc chắn cũng là do anh Lạc và Tôn Hàn bắt tay thông đồng với nhau. Lâm Hữu trợn ngược mắt lên, "Tôn Hàn, cậu cố tình gài bẫy bịp tôi." Lâm Hữu, mấy trò cá cược này có mấy khi là thật. Con ma bài bạc mấy chục năm như ông sao lại không hiểu được điều này chứ? Tiền của mấy chỗ như mạch thượng thủy hương, ông thực sự nghĩ mình có thể thắng được sao? Ngược lại, tối nay tôi đã cho ông cơ hội Lúc ông thắng hơn 90 triệu, tôi đã định để ông đi. Chỉ cần lúc đó ông dừng lại thì tôi sẽ để ông mang tiền về, cũng sẽ không gây phiền phức cho ông. Có điều ông quá tham lam, không biết trân trọng cơ hội duy nhất mà tôi cho ông. Món nợ 100 triệu ông định trả kiểu gì? Nói rồi, Tôn Hàn cầm đồng tiền đặt cược ném vào mặt Lâm Hữu. Đau, Tôn Hàn không hề nói đùa, anh đã cố tình để cho Lâm Hữu thắng tới hơn 90 triệu chỉ cần ông ta chịu dừng lại thì anh cũng chẳng làm khó thêm ít nhất thì anh cũng sẽ không giở mánh để lâm hữu nợ món nợ khổng lồ như vậy đạo lý này là do thiên vương của tây nam tường tiểu phàm dạy anh bất kể trong trường hợp nào dù cho đối phương có thâm thù đại hận với mình đi chăng nữa thì cũng sẽ trở lại cho họ một con đường sống làm vậy không trái đạo trời cũng để tâm mình yên ổn hơn một chút nhưng nếu đối phương đã không biết trân trọng cơ hội này thì không thể trách ai được nữa Chà, các người lừa tôi mà còn muốn lấy tiền của tôi sao, biết mình bị gài, Lâm Hữu không muốn trả tiền. Giấy trắng mực đen ông đã ký rồi, đừng hòng mà lấp liếm. Lâm Hữu lẽ nào ông muốn thử xem mạch thượng Thủy Hương này có những thủ đoạn tàn độc nào, anh lạc lạnh lùng nói. Từ khi mạch thượng Thủy Hương mở cửa làm ăn đến nay chưa từng có tiền lệ không đòi được nợ. Hoặc là có nhưng những người không chịu trả nợ thì giờ đã xanh cỏ đỏ mồ lái tàu bay sáu tấm đi thẳng vào lòng đất rồi lâm hữu biết rõ điều này nên càng cảm thấy uất ức vậy tại sao tôn hàn lại tạo được quan hệ khiến mạch thượng thủy hương giúp mình anh lạc tôi không có ý đó trước nhân vật tiếm tăm lừng lẫy trong giang hồ như anh lạc lâm hữu cũng không dám làm lớn chuyện tôi không quan tâm ông có ý gì nếu trong vòng nửa tháng tôi không nhận được tiền thì để tôi tiễn ông một đoạn tôi Lâm Hữu hoảng hốt, cút, Lâm Hữu đành lếch thích rời khỏi đó. Lúc này Tôn Hàn đang ngồi trên ghế, tay nghịch mấy chồng tiền cá cược, không biết lúc này anh đang nghĩ gì. Thưa anh, anh có hài lòng với cách làm việc của em không? Anh lạc mà Lâm Hữu sợ hãi không dám chọc giận nay lại cung kính trước Tôn Hàn. Tôn Hàn ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lúc rồi nói, khi nào giải quyết xong chuyện của Lâm Hữu thì đóng cửa mạch thượng Thủy Hương này đi. Anh lạc kinh ngạc đáp, Em đã làm sai việc gì xin anh cứ trách phạt. Gã tưởng rằng mình đã làm sai điều gì khiến Tôn Hàn không vừa lòng. Tôn Hàn bật cười lắc đầu đáp, lúc ông phó còn nắm quyền, Thiên Cửu Môn không có những cơ sở kinh doanh mại dâm cờ bạc thuốc phiện thì giờ có tôi ở đây cũng không được phép có những thứ đó. Không chỉ có mạch thượng tùy hương đóng cửa mà tất cả các cơ sở kinh doanh những thứ đó của Thiên Cửu Môn cũng đều phải đóng cửa. Những cơ sở kinh doanh này tạo ra những nguồn lợi khổng lồ nhưng thiên cửu môn có được ngày hôm nay hoàn toàn không phải là nhờ những thứ đó. Đã hiểu chưa, anh Lạc đã hiểu ý Tôn Hàn, bất chợt dùng mình một cái rồi run rẩy đáp, em hiểu rồi. Mặc dù anh Lạc chỉ là một dân anh chỉ có chút tiếng tăm, nhưng đích thực là người của thiên cửu môn, ông chủ của gã ta cũng vậy. Năm đó khi ông phó còn nắm quyền đã cấm mở sòng bạc, những thứ như ồ thuốc phiện, mại dâm thì đương nhiên càng cấm tiệt. Nhưng từ khi ông phó vào tù, việc quản chế thiên cửu môn cũng dần bị buông lỏng. Những cơ sở kinh doanh trước đây không có cũng dần dần xuất hiện. Mạch Thượng Thủy Hương cũng là một trong số đó. Có điều, giờ Tôn Hàn xuất hiện thì không thể tiếp tục kinh doanh được nữa. Được rồi, anh là một người nhanh nhẹn, lại rất hiểu chuyện. Sau khi Mạch Thượng Thủy Hương đóng cửa thì anh hãy tới làm việc dưới chương ông Sáu Chu, chắc chắn sẽ không bị bạc đái. Vâng, sau khi nghe Tôn Hàn sắp xếp, anh Lạc đã yên tâm hơn một chút cùng lúc đó trong một câu lạc bộ ngô bách xuyên đang nằm trên giường thư thái tận hưởng một cô gái đang mát xa cho cậu ta cộc cộc bên ngoài có tiếng gõ cửa vào đi người vừa bước vào là một thanh niên tóc ngắn sau lưng còn có lâm hảo anh ngô đây là anh em tốt của em tên là lâm hảo người thanh niên tóc ngắn tên là trương hải gã là một tên lâu la bất tài vô dụng ở giang châu nhà có chút tiền nên gã ăn chơi phung phí cũng có chút tiếng tăm ở đất này. Nhờ đó mà Trương Hải cũng có chút quen biết, mau gọi anh Ngô đi, chào anh Ngô, Lâm Hạo vội vã khum núm, Ngô Bách Xuyên khoát tay, ý bảo cô gái đang mát xa đi ra ngoài. Sau đó, cậu ta còn tiện tay vỗ mông cô gái kia rồi mới hài lòng ngồi dậy, tự châm một điếu thuốc rồi xòe ra hai điếu thuốc nữa. Lâm Hảo, cậu biết tôi sao? Đương nhiên là biết, anh là ông chủ của sòng bài Hồng Thành sao tôi có thể không biết tiếng tăm của anh được cơ chứ, Lâm Hạo bỡ đỡ. Sòng bạc Hồng Thành là sòng bạc lớn nhất Giang Châu, ngay đến cả sản nghiệp của ông Sáu Chu cũng không to bằng. Cũng chính bởi lẽ đó mà Ngô Bách Xuyên này rất có tiếng trong giới thượng lưu của thành phố này. Được Trương Hải đưa tới gặp Ngô Bách Xuyên, Lâm Hạo trong lòng vô cùng kích động. Những nhân vật như vậy trước giờ hắn ta chỉ được nghe tới mà thôi. Ngô Bách Xuyên cười, ra oai nói, được, nếu đã biết tôi rồi thì cũng là anh em một nhà. Anh đây không thích chơi ở nhà mình nên tối nay cho các cậu chọn địa điểm vui chơi, anh ngô đây bao hết. Sao có thể như vậy được, lần đầu gặp mặt nên để tôi mời anh mới phải đạo chứ, Lâm Hạo nịnh bợ. Ôi trời, cậu không hiểu anh ngô rồi. Anh ấy mà đã mở lời thì không cho phép ai tranh với mình, Trương Hải mặt lộ vẻ không vui trách móc. Lâm Hạo nghe vậy thì cười ngượng ngùng đáp, vậy thì tôi lại phải phiền anh lãng phí rồi đều là anh em một nhà, cả đời đều là anh em, nói gì mà lãng phí với không lãng phí kia chứ. Nào nhanh lên, chúng ta đi thôi, còn nhiều cuộc vui đang chờ, Ngô Bách Xuyên đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. Lúc này, Trương Hải xá tới trước mặt Ngô Bách Xuyên, đưa ra một tờ ngân phiếu nói, "Anh Ngô, đây là 30 triệu, coi như là tiền em góp vốn đầu tư, cảm ơn anh giúp em phát tài." Ngô Bách Xuyên liếc nhìn tờ ngân phiếu, nhận lấy rồi đáp, "Cậu yên tâm." nhiều nhất là một tháng anh sẽ khiến số tiền này của cậu tăng gấp đôi góp vốn gì vậy mà có thể khiến cho tài sản nhân đôi chỉ trong một tháng lâm hảo nổi máu tò mò mắt sáng rực lên hỏi trương hải đầu tư gì vậy trương hải như thể không muốn nói trả lời qua loa không có gì không có gì đều là người của mình có gì mà không nói được lâm hảo cậu nghe nói đến bitcoin bao giờ chưa mô bách xuyên hỏi tôi có nghe qua, hình như là một loại tiền ảo. Anh Ngô, thư đé có thể kiếm được tiền sao? Lâm Hạo có vẻ không hiểu lắm và hỏi lại. Anh Ngô kia vui vẻ đáp, cái thứ này không những kiếm được tiền mà còn kiếm được một đồng tiền là đằng khác. Cậu có biết giá trị của số Bitcoin được giao dịch mỗi ngày là bao nhiêu không? Hơn 30 tỷ, đô la Mỹ. Tôi không nói điều đâu, là số liệu lên mạng cũng tra cứu được. Như vậy cậu thử nói xem có kiếm được tiền không? khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 30 tỷ đô thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Lâm Hảo lập tức bị dỏa cho sợ hết hồn. Anh Ngô, nhiều tiền thế cơ À? Tôi lừa cậu làm gì, thôi đi uống rượu đi. Ngô Bách Xuyên thoải mái đổi chủ đề câu chuyện, không nói về Bitcoin nữa. Nhưng tâm trạng của Lâm Hảo vẫn treo ngược cành cây. Trong vòng một tháng, giá trị của Bitcoin có thể tăng cấp đôi. Dù đi uống rượu với Ngô Bách Xuyên, nhưng trong đầu hắn ta chỉ nghĩ đến đồng tiền ảo này thôi nó thu hút hắn ta hệt như có ma lực. Ba người họ đi vào một phòng bao ở một quán ba rồi gọi thêm mấy cô phục vụ. Ngô Bách Xuyên Chi rất hào phóng, chỉ uống loại rượu đắt nhất trong quán, xì gà cũng là loại mấy nghìn một điếu, bọn họ lấy một hộp mười điếu hệt như không biết tiếc tiền là gì. Cả đời Lâm Hảo chưa thấy ai tiêu xài mảnh tay thế này bao giờ. Chắc tối nay ba bọn họ phải tiêu hết ít nhất là hai trăm nghìn, đúng là tiêu tiền như nước. Trong lúc uống rượu, Lâm Hạo mượn cớ đi vệ sinh rồi nhanh chóng lấy điện thoại tra thông tin về Bitcoin. Thứ hắn ta nhìn thấy là một đường giá trị tăng cao. Như vậy có nghĩa là ngày nào giá trị của nó cũng tăng. Nếu vậy thì chuyện Ngô Bách Xuyên nói trong một tháng có thể khiến số tiền 30 triệu của Trương Hải tăng gấp đôi là sự thật. Nếu Ngô Bách Xuyên không đáng tin thì còn lâu một người danh ma như Trương Hải chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy. Lâm Hạo hạ hả quyết tâm rồi. Sau khi Lâm Hạo ra khỏi nhà vệ sinh, Ngô Bách Xuyên liếc nhìn hắn ta rồi nói, Lâm Hảo, cậu bị bệnh tế nhị à mà đi vệ sinh lâu thế. Anh Ngô cứ đùa, tôi có bị gì hay không thì kiếm một em để thử là biết ngay ấy mà. Lâm Hảo bông đùa rồi cầm ly rượu dưới bàn lên bằng hai tay, sau đó giơ cao nói, anh Ngô, tôi mời anh một ly. Ngô Bách Xuyên cười đáp được, tôi rất thích những người phóng khoáng, chúng ta uống. Ngô Bách Xuyên không nhiều lời, lập tức uống cạn, sau đó, Lâm Hạo mới mở lời, anh Ngô, anh chơi biết coi kiểu gì. Dù Lâm Hạo thấy Ngô Bách Xuyên đáng tin rồi, nhưng nếu không rõ cách chơi thì hắn ta cũng chưa dám tin thật sự. Hạo tử, cậu hỏi chuyện này làm gì, liên quan gì đến cậu đâu. Nhưng Lâm Hạo vừa mở lời thì Trương Hải đã lớn tim quát tháo ngay, gã nghĩ Lâm Hạo không hiểu quy tắc, chuyện gì cũng chó cai móng vào. Ngô Bách Xuyên xua tay ngăn Trương Hải lại, sau đó híp mắt nhìn Lâm Hạo đang có vẻ rè rặt rồi nhẹ nhàng nói, sao, cậu có hứng thú à? À, hơi hơi, Lâm Hạo xoa tay rồi cười xòa. Tắt nhạc, bảo mấy em này ra ngoài đi. Ngay sau đó, Ngô Bách Xuyên đã dặn dò, Trương Hải biết ý, lập tức tắt nhạc ẩm ý đi rồi xua tay, này các người đẹp, anh Ngô có việc cần bàn nên các em ra ngoài chơi đi nhé, lát lại vào. Các anh nhanh lên đấy, tối nay em vẫn chưa vui vẻ với anh Ngô đâu. Các cô gái đứng dậy rồi ưỡn hẹo rời khỏi phòng bao. Ngô Bách Xuyên ngồi bắt chéo chân trên sofa, sau đó kẹp một điếu xì gà đưa lên miệng, Trương Hải nhang chóng châm thuốc cho cậu ta. Sau khi thở ra vài làn khói, Ngô Bách Xuyên mới từ tốn nói, lẽ ra bọn tôi không cho người ngoài chơi biết coi cùng đâu, nhưng cậu là anh em của Trương Hải thì cũng như của Ngô Bách Xuyên tôi. Nếu cậu muốn làm một chân thì tôi sẽ cho giọng điệu của Ngô Bách Xuyên có vẻ sâu xa. Điều này khiến Lâm Hảo càng thêm tin tưởng hơn, đồng thời cũng rất thấp thỏm. Chơi thế nào hả anh Ngô? Cậu hỏi nhiều thế làm gì? Anh Ngô đồng ý thêm cậu vào nhóm là phúc của cậu đấy, đừng hỏi lắm làm gì, không tin anh ấy thì đừng tham gia nữa, Trương Hải bực dọc nói. Nhưng Ngô Bách Xuyên lại xua tay, tỏ vẻ không sao, sau đó kiên nhẫn giảng giải cho Lâm Hảo, có hai kiểu chơi, một là đào bitcoin tôi sẽ chuẩn bị 100.000 chiếc máy tính để để đào, mỗi ngày sẽ sinh ra khoảng 80 đồng. Hiện giờ, giá thị trường của Bitcoin là 16.000 đô la Mỹ một đồng, đổi sang tiền mình thì khoảng 100.000. Nhưng cách chơi này hơi tốn, 100.000 máy cùng hoạt động một lúc, thêm tiền điện với đủ chi phí linh tinh nữa thì mỗi ngày ít nhất cũng mất 5, 6 triệu. Dù vẫn có thể kiếm tiền thật, nhưng lãi sẽ khá thấp. Cách khiến chúng tôi kiếm tiền thật sự là theo các nguồn tin của chúng tôi nghe nói tháng sau đồng Bitcoin sẽ tăng giá mạnh lên hơn 2.000 đô la Mỹ. Đây mới là lúc mấu chốt để chúng tôi kiếm tiền, vì thế bây giờ chúng tôi cần càng nhiều vốn càng tốt. Ngô Bách Xuyên nói một thôi một hồi, làm Lâm Hạo hoa mắt chóng mặt. Chơi theo kiểu đào Bitcoin có thể kiếm trên dưới 3 triệu một ngày, thế mà còn chê ít sao. Khai thác Bitcoin là một cách chơi chuyên nghiệp, ban nãy Lâm Hạo đã tìm hiểu rồi. Dù không có con số cụ thể, nhưng ngô bách xuyên không lừa hắn ta đồng bitcoin tăng giá mỗi ngày cũng là sự thật chỉ cần có bitcoin trong tay thì ngày nào cũng kiếm được tiền à anh ngô này anh cứ luôn miệng nói là chúng tôi vậy nhóm các anh gồm những ai vậy dù đã biết được cách kiếm tiền nhưng lâm hảo vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn nên lại hỏi tiếp trương hải thấy lâm hảo quá lắm chuyện đang định lên tiếng trách mắng thì lại bị ngô bách xuyên cản lại ngô bách xuyên cười đáp trong nhóm của tôi thì tôi được coi là người có thân phận thấp nhất đấy, còn cậu muốn biết họ là những ai thì dù tôi có nói tên, cậu chưa gặp thì cũng không biết được. Nhưng trưởng nhóm của chúng tôi không biết cậu có nghe tên chưa? Mô Bách Xuyên là phó phụ trách của sòng bài trực tuyến Hồng Thành ở Giang Châu, vậy mà thân phận chỉ ở cấp thấp nhất, vậy rốt cuộc các thành viên khác trong nhóm ghê gớm đến mức nào? Là ai vậy? Lâm Hạo hỏi. Cậu có biết thiên cửu môn không? Lâm Hạo trợn tròn mắt, hắn ta từng nghe đường minh phong nhắc đến thiên cửu môn nghe đâu họ có thể một tay che trời người bình thường không thể với tới lẽ nào người dẫn dắt họ là một nhân vật lớn nào đó của thiên cửu môn ư lâm hạo cũng chỉ nghĩ được đến vậy thôi nếu không có một thế lực lớn như vậy chống lưng thì sao họ biết được một thông tin quốc tế quan trọng là sang tháng đồng bitcoin sẽ tăng giá được nhưng câu nói tiếp theo của ngô bách xuyên suýt nữa đã khiến lâm hạo nghẹt thở trong mắt ngô bách xuyên chứa đầy vẻ sùng bái và kính trọng cậu ta nói nhắc đến người này tôi cũng mới vinh hạnh được gặp một lần thôi anh ấy là chủ của thiên cửu môn mọi người thường gọi là công tử người dẫn dắt họ là chủ của thiên cửu môn lâm hảo hít thở dồn dập với vẻ khó tin ngô bách xuyên thu lại ánh mắt rồi hờ hững nói những gì nên nói tôi đã nói hết rồi còn cậu có đầu tư hay không thì tùy tự nghĩ đi tôi có đầu tư nhưng khoảng bao nhiêu tiền thì được cơ hội kiếm tiền ngon thế này, sao Lâm Hạo có thể bỏ qua được? Ít nhất hai điểm thì vào 20 triệu. 20 triệu, hết tập 14, ô, okay. kê, nghe đến thánh bài thì mình lại thấy ngư ngứa tay. Thôi các bạn nghỉ chưa ăn cơm ngon miệng, thôi mình đi kiếm bộ bài Tây đây, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các tập sau.